Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 100. Chương 991, tới sớm, 1. Hồ nước long lanh trong cảnh đêm, sơn nữ ca hát bên đống lửa, dáng người vui vẻ phong tình. Tiểu Hắc chạy đến trước một bước đang vung tay múa chân trước mặt A Hoàn, há miệng ra liền, a a a a a, nha 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 nha, a a a. Phụ họa tiếng ca hát của cô ta. Chân trần nhảy loạn, há mồm gào to, Tiểu Hắc lập tức làm rối loạn giai điệu yêu mỹ của A Hoàn. Cũng may mà Tiểu Hắc vừa nghe thấy giọng hát của cô ta không còn dễ nghe liền không còn hứng thú nữa. Cậu nhóc xoay người nhìn đống lửa, đôi mắt sáng lên, rồi trực tiếp chạy đến chơi với lửa, nó dốc sức cho thêm củi vào đống lửa. Khi Diễu Khánh và Trùng Nhi đi đến ngồi xuống bên cạnh đống lửa, A Hoàn khôi phục lại giọng ca đa tình và động lòng người của mình. A Hoàn vừa ca hát vừa đi đến trước mặt Diễu Khánh, chủ động đưa tay mời hắn cùng múa hát. Những nữ nhân khác của phượng tộc hùa theo cùng nhau reo hò cổ vũ hắn. Diễu Khánh liên tục xua tay biểu thị không muốn, thỉnh cầu bỏ qua cho hắn. A a a, thấy A Hoàn đến mời bọn hắn cùng ca múa, Tiểu Hắc đang liên tục thêm củi vào đống lửa lại thuận miệng ea cất lên mấy tiếng hát trợ hứng. Bộ dạng như muốn cho thấy ta biết ca hát, nhưng nó chỉ nhận được những ánh mắt khinh thường. Không ai mời nó, vì vậy nhóc con lại tiếp tục công việc chăm sóc đống lửa của mình. Thấy Diễu Khánh một mực từ chối, A Hoàn không miễn cưỡng nữa, cô ta di chuyển đến trước mặt Trùng Nhi, vừa lắc lư nhảy múa vừa ca hát. Đồng thời cúi xuống chụp lấy tay Trùng Nhi cũng xua tay từ chối, nhưng lại bị các nữ tử khác ồn ào ùa đến kéo lên, đẩy vào trong lòng A Hoàn. Trùng Nhi bối rối, nhanh chóng lùi lại, nhưng mấy cô gái này dây dưa mãi không tha, không ngừng xô đẩy A Hoàn và Trùng Nhi. Hai người bị xô đẩy không ngừng va chạm vào nhau, hết va chạm thân thể đến va chạm mặt mũi, bờ môi gần như chạm nhau rồi. Nhìn bộ dạng chân tay luống cuống của Trùng Nhi, chút ria mép của Diễu Khánh nhếch lên, hắn cười khoe hàm răng trắng bóng, chớp chớp mắt nhìn xem náo nhiệt. May mà có Tiểu Hắc hỗ trợ, giải tỏa sự bối rối của Trùng Nhi. Tiểu Hắc ném hết tất cả củi khô ở bên cạnh vào trong đống lửa, khi đống củi đó bén lửa, ngọn lửa bùng lên cao, đốm lửa nổ tí tách văng tung tóe ra xung quanh. Lại thêm sức nóng bỏng rát khiến cho bất cứ ai, dù nam hay nữ đều không chịu nổi, lúc này đã không thể duy trì được ca hát nhảy múa nữa, tất cả ào ào hét to bỏ chạy. Bầu không khí lãng mạn phong tình ngay tại chỗ biến thành chạy trốn hỏa hoạn, đã bị Tiểu Hắc phá hỏng đi như thế. Tiểu Hắc chạy ra xa, quay nhìn cảnh tượng ngọn lửa vút cao, đốm lửa bắn tung tóe lên không trông rất ngoạn mục. Khung cảnh này khiến cho tâm tình cậu nhóc rất phấn khích và kích động, nó ngửa mặt lên trời ca vang, tiếng ca như tiếng gào thảm thiết, a a a. Nó phấn khích đến mức vung vẩy tay, chân, tiếng gào không đủ để phát tiết hết tâm tình của mình, cậu nhóc lập tức duỗi tay chụp lấy cây đại bổng phía sau lưng, bắt đầu khoa tay múa chân. Vừa mới được gợi lên một chút hào hứng thì bị nhóc con phá hủy, Diễu Khánh bực bội đứng ở phía bên kia đống lửa. Chỉ tay chửi mắng Tiểu Hắc đang đứng nơi đó ra sức vung tay múa chân, nói là sẽ ném Tiểu Hắc vào lửa nướng chín, nói là không nên mang tên nhóc quậy phá này ra ngoài. Tay nắm tay chạy đến một bên, A Hoàn co rúm ở trong lòng Trùng Nhi, bộ dáng có vẻ rất hoảng sợ, thỉnh thoảng ngẩng đầu. Len lén quan sát Trùng Nhi nhìn Tiểu Hắc lắc đầu thở dài, ánh mắt trìu mến ẩn tình, đôi môi mím lại, dường như đang tận hưởng cảm giác ôn nhu này. May mà sau đó Trùng Nhi cũng kịp phản ứng lại, nhìn người trong vòng tay mình, hắn ta giật nảy mình nhảy lui như bị rắn cắn. Rất nhanh sau đó, Tiểu Hắc dường như đã nhận ra được mình gây ra họa. Người đàn ông nho nhỏ, một người làm một người chịu, nhóc con lập tức chạy tới hồ nước, nhảy vào trong nước, vận công hất tung từng đám nước về phía đống lửa. Nước được hất lên hơi bị nhiều, thế lửa nhanh chóng được khống chế, nhưng sau đó lửa cũng bị dập tắt hoàn toàn, dưới ánh trăng sao. Mùi khói khét lẹt khó ngửi bốc lên, bầu không khí phong tình dưới màn đêm bỗng trở nên mịt mù khói lửa, từng đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc không vui chơi nữa, ném đại bổng lên, biến thành côn trùng vỗ cánh, nhóc con nhảy lên chụp lấy chân côn trùng. Bay vào trong bầu trời đêm, tránh khỏi đám người Diễu Khánh, sau khi bay một nửa vòng hồ, nhóc con mới bay trở về Thúy Bích Lâu. Sau đó, những người khác cũng chỉ có thể chia tay, một buổi tụ hội tưng bừng quanh đống lửa kết thúc như vậy. Sáng sớm hôm sau, A Hoàn lại chủ động tới cửa, không thèm để ý đến Diễu Khánh và Tiểu Hắc, cô ta trực tiếp tìm đến chỗ Trùng Nhi, nói là đến cảm tạ được Trùng Nhi giải cứu tối hôm qua. Tất nhiên,
không phải chỉ nói lời cảm tạ Xuông, cô ta mang đến một giỏ trái cây tươi roi rói, vừa nhìn qua liền biết vừa mới được hái từ trên núi đem xuống, vẫn còn vương theo những giọt sương. Giải cứu tối hôm qua. Trong lúc Dữ Khánh và Trùng Nhi còn đang suy nghĩ chưa ra hành động nào tối hôm qua là giải cứu thì Tiểu Hắc đã nhận giúp giỏ trái cây dại. Trực tiếp ôm đến trước mặt Dữ Khánh, tươi cười lấy lòng, nói, thập ngũ thúc, cho thúc. Có thể nói là ánh mắt đầy mong đợi, hy vọng hắn có thể vui vẻ nhận lấy. Chuyện tối hôm qua, nhóc con cảm thấy rất có lỗi, nịnh nọt Dữ Khánh tự nhiên là hy vọng Dữ Khánh không nên giận nó nữa. Dữ Khánh hiểu ý của nó, nhưng vẫn nhịn không được nhướng mày, vuốt vuốt chút ria mép bên môi nhìn tiểu tử trước mắt. Ngay trước mặt người ta lấy đồ mà người ta vừa tặng người khác để đưa cho mình, làm vậy mà nhìn được ư. Hắn liếc mắt về phía A Hoàn, thấy A Hoàn và Trùng Nhi đang sửng sốt nhìn chằm chằm về phía này. Thấy hắn do dự, Tiểu Hắc thò bàn tay rảnh vào trong giỏ cầm lấy một quả, trực tiếp cắn một miếng rộp rộp nhai, nếm xong thì gật đầu liên tục nói, thập ngũ thúc, ăn ngon, thúc nếm thử đi. Làm cái quái gì vậy chứ? Dữ Khánh chừng nó một cái, đưa tay giật lấy cái giỏ, thuận tay đẩy Tiểu Hắc liên tục lảo đảo lùi lại. Trực tiếp đẩy tên nhóc trướng mắt này ra khỏi cửa, sau đó đặt giỏ trái cây ở trên bàn bên cạnh Trùng Nhi. May mà A Hoàn không có bất kỳ biểu hiện gì tỏ vẻ khó chịu, cô ta khách sáo với Trùng Nhi mấy câu sau đó vui vẻ rời đi. Khi ra đến ngoài cửa, cô ta còn xoa xoa đầu Tiểu Hắc để bày tỏ sự thân thiện của mình. Đang ăn trái cây, Tiểu Hắc ngửa đầu lên nhìn cô ta, rồi đột nhiên nói ra một câu, tỷ không có mặc quần. Cái gì? Đứng ở trong phòng, trong mắt Dữ Khánh và Trùng Nhi đều hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó Dữ Khánh nhanh chóng lướt ra khỏi phòng. Chụp lấy Tiểu Hắc do chính tay mình vừa đẩy ra ngoài kéo lại vào trong phòng, rất sợ Tiểu Hắc hội sẽ nói ra lời tục tĩu gì đó ngay trước mặt A Hoàn. Hắn có sự lo lắng này đương nhiên là có nguyên nhân, phải trách đám nữ tử oanh oanh yến yến, ăn mặc xinh đẹp tại U Giác Phụ kia, bọn họ không làm chuyện tốt, cố ý dạy bậy bạ cho Tiểu Hắc. Chương 992, tới sớm, 2. May mà lời nói trẻ con không quá cố kỵ, ít nhất A Hoàn không có đặt nặng, cô ta thoáng nhìn Trùng Nhi rồi bước chân vui vẻ rời đi. Không bao lâu sau, Diệp Điểm Điểm cũng tới, muốn dẫn Dữ Khánh đi xem vườn tiên đào mà hắn gửi đến trồng nơi đây, Phượng Tàng Sơn có việc, lần này không có Phụng Bồi. Là đồ của mình, lại còn đổ vào rất nhiều tiền, hắn tất nhiên là phải đi xem. Vì vậy hắn liền đi cùng Diệp Điểm Điểm đến một thung lũng nhìn như một cái chảo cách đây mấy dặm, thăm lại những cây tiên đào mà hồi đó mình đã đưa đi. Chậm chậm thả bước trong vườn nhìn xem, hắn nhận thấy những cây tiên đào này phát triển cũng không tệ lắm, hoa đào nở rộ tươi tắn. Nhìn rất đẹp, nhưng giống như Diệp Điểm Điểm đã nói, quả thực không có thần thái như cây đào tại đào hoa cư. Dữ Khánh biết rõ lý do vì sao, nhưng không thể nói cho nàng biết. Hiện tại, điều mà Diệp Điểm Điểm lo lắng nhất là đào đã nở hoa thật lâu rồi, nhưng không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể kết quả. Càng không biết khi nào quả mới có thể chín, điều này có nghĩa là cần phải duy trì đầu tư liên tục, nàng ta lo lắng thay cho Dữ Khánh. Dữ Khánh chỉ là thiếu tiền, chỉ muốn có được kinh nghiệm trồng tiên đào, chứ thực ra hắn không quá quan tâm tới mấy chuyện kiểu như khi nào đơm hoa kết trái. Hắn bỏ qua kháng nghị của mọi người, quyết tâm giữ lại những cây tiên đào này không phải vì nóng lòng được ăn quả đào, mà là muốn tạo ra một niềm hy vọng cho tương lai của Linh Lung Quan. Những người khác cân nhắc lợi hại rồi đưa ra ý kiến phản đối cũng không sai, chi phí đầu tư quá lớn, giống như một cái động không đáy, bọn họ đều cho rằng không đáng để trả giá như vậy, ngay cả tiểu sư thúc cũng phản đối. Nhưng mọi người đứng ở vị trí khác nhau, hắn là trưởng môn của Linh Lung Quan, tất nhiên không thể dùng lập trường cá nhân để xem xét các vấn đề trước mắt chỉ cho bản thân mình. Linh Lung Quan giao cho hắn thân phận, tất nhiên hắn phải vì Linh Lung Quan mà đưa ra kế hoạch lâu dài. Cả một đám sư huynh đệ đều là người hưởng lợi từ tiên đào, nếu không phải nhờ có những tiên đào đó, thật sự không biết phải chờ đến tháng năm nào tu vi của bọn hắn mới có thể lặn lội đến huyền cấp. Cho nên, là trưởng môn Linh Lung Quan, thử hỏi hắn làm sao có thể dễ dàng từ bỏ những cây tiên đào này. Đây chẳng khác nào là căn cơ của Linh Lung Quan, thậm chí còn giá trị hơn cả việc tích trữ tiền, nếu thật sự từ bỏ dễ dàng như vậy là không có trách nhiệm đối với tương lai của Linh Lung Quan à. Hắn không thể không làm hết sức mình, đảo một vòng cưỡi ngựa xem hoa, không thiếu một cây nào, trừ điều đó ra thì không nhìn ra có gì đặc biệt, vòng vòng vèo vèo một hồi nữa rồi rời đi. Mấy ngày sau đó,
mấy người Diễu Khánh mặc sức ăn uống vui chơi, đi dạo khắp nơi, nhiều nhất là đích thân Diệp Điểm Điểm bồi tiếp, còn Phượng Tàng Sơn thì không thấy bóng dáng ở đâu. Diễu Khánh có thể thông cảm cho gã, dù sao, thi đấu nội bộ trong Phượng tộc sắp diễn ra đến nơi rồi, người ta là đầu lĩnh một phương, không thể bồi hắn dạo chơi hàng ngày. Trong khi đó, nữ nhi của Phượng Tàng Sơn thì rất nhiệt tình, thường xuyên chạy đến để bày tỏ lòng biết ơn về việc được cứu giúp đêm hôm đó. Nhiệt tình đến mức Diễu Khánh có thể dễ dàng nhận ra được cô ta rõ ràng có ý với Trùng Nhi. Cách bày tỏ của những cô gái bộ tộc này thực sự là rất trực tiếp, thường xuyên xông vào phòng Trùng Nhi. Thậm chí trong đêm tối vẫn dám ở lại trong phòng Trùng Nhi, cho dù kẻ ngốc đều có thể nhận ra được. Việc này khiến cho Trùng Nhi sợ hãi quá chừng, sợ đến mức không dám ở một mình, vì vậy Trùng Nhi đến ngủ chung phòng với Diễu Khánh. Diễu Khánh cũng nhắc nhở Trùng Nhi phải vững vàng, Phượng Tàng Sơn nhiệt tình mời chúng ta đến đây, không chỉ giúp đỡ chúng ta, còn chiêu đãi ăn ngon uống mát, nếu như ngươi không kiềm chế được đi ngủ với con gái của người ta thì sao được chứ? Hắn mạnh mẽ yêu cầu Trùng Nhi nhất định phải giữ cho tốt lưng quần của mình, vì vậy, hắn mặc kệ cho Trùng Nhi ngủ chung trong phòng mình. Một tòa nhà thúy bích lâu to như vậy, nhưng ba người lại dồn hết vào trong một căn phòng. Trên Phượng đầu lĩnh, một lão giả Phượng tộc hói đầu, da ngăm đen, đeo khuyên tai lướt đi giữa những tán cây, cuối cùng lắc mình tiến vào trong một hốc cây giữa trạc cây lớn nhất. Các bảo vệ cửa vào của Phượng tộc dồn dập khom người hành lễ, bởi vì lão giả hói đầu này là hành tẩu bên cạnh tộc trưởng, tựa như quản gia trong thế tục. Suy, nghĩ cũng có thể biết được địa vị của ông ta, xưng là A Lạc Công. Hốc cây lớn như đại sảnh trong cung điện, bày biện đủ các loại trang trí, đặc biệt dễ thấy các loại xương thú, chỉ là càng đi vào trong ánh sáng càng mù mờ. Ở chỗ sâu trong đại đường, trên ba bậc cấp có một chiếc ghế bằng xương thú to rộng, phủ da thú với lớp lông nhung dày mịn, một lão giả tóc hoa râm đội một chiếc mũ lông vũ nhiều màu sắc. Ông ta ngồi tựa trong ghế ngủ mê man, trên người đắp một tấm da thú lông dày mịn bóng loáng màu đỏ tươi. Đây chính là tộc trưởng của Phượng tộc, Phượng Kim Kỳ, ánh lửa trong chậu than trước mặt bập bùng rọi lên khuôn mặt già nua và nhăn nheo của ông ta. Hơi thở trầm và dài, khiến cho bầu không khí trong đại sảnh có cảm giác ngột ngạt kiềm chế, như thể tất cả mọi thứ xung quanh đều phải ngước nhìn hơi thở của ông ta. Thiếu nữ ngồi quỳ trước chậu than thỉnh thoảng lại cẩn thận cho thêm củi vào, nỗ lực hết sức để không gây ra tiếng động. A Lạc Công đi tới trước chiếc ghế xương thú, lấy ra một tờ giấy, nhẹ giọng gọi, tộc trưởng, quý khách sẽ tới sớm. Phượng Kim Kỳ đột nhiên giống như ngừng thở, chậm rãi mở ra một khe mắt hẹp, để lộ ánh mắt sâu thẳm và trang nghiêm. Ngón tay gầy như cành khô nhô ra khỏi tấm da thú, kẹp lấy tờ giấy nhìn xem, sau đó hơi cau mày, cất lên giọng nói già nua, thiện chi nhất muốn đến sớm. Quy kiếm sơn trang của hắn rất rảnh sao? Thiện chi nhất mà ông ta nói tới, chính là trang chủ của quy kiếm sơn trang, cũng là cao thủ cảnh giới cao huyền, danh chấn thiên hạ, quen biết với Phượng Kim Kỳ. Nghe nói Đại Hoang Nguyên sắp tổ chức Đại Hoang Tự, lúc trước thiện chi nhất đã bắt chuyện trước, muốn đến đây mở rộng tầm mắt. Phượng Kim Kỳ tất nhiên không từ chối, chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại truyền tin đến, nói muốn đến đây sớm hơn. A Lạc Công hơi khom người, không biết. Ông ta cầm tờ giấy trả lại, sự kiện Đại Hoang Tự là chuyện hơn nửa tháng sau, mấy vị khách hiếm đến này lại từng người chạy đến sớm là có ý gì. Ta cũng không biết Đại Hoang Tự sẽ như thế nào, bọn họ lấy hưng phấn ở đâu ra chứ, sự kiện này thú vị đến như vậy sao? A Lạc Công, sự kiện Đại Hoang Tự chỉ giới hạn cho mỗi tộc mang theo 10 người ngoài, nếu khách còn tiếp tục tới như vậy, e rằng không dễ sắp xếp. Phượng Kim Kỳ ậm ừ nhắm mắt lại, khách tới thì chiêu đãi cho tốt. Ta không quan tâm sẽ đưa theo ai, quá nhiều người thì để cho bọn họ tự thương lượng với nhau. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 993, mở màn ngắn gọn. Có lời này của tộc trưởng, A Lạc Công gật gật đầu, đã biết rõ nên làm như thế nào. Lão ta đang định xoay người rời đi, nhưng ánh mắt chợt ngừng lại ngoài cửa. Nhìn thấy từ phía ngoài hốc cây có bóng người lóe lên, hạ xuống, chính là Phượng Tàng Sơn. Gã nói chuyện với bảo vệ một chút, sau đó bảo vệ nhanh chóng đi vào thông báo, tộc trưởng, Ngũ Lang tới rồi. Đang nhắm mắt dưỡng thần, năm ngón tay của Phượng Kim Kỳ nhấc lên gõ gõ lên tay vịn ghế xương thú. Lúc này, bảo vệ mới quay trở ra lối vào, để cho Phượng Tàng Sơn đi vào. Ở tại lối vào,
Phượng Tàng Sơn lập tức thở phào nhẹ nhõm, lúc trước gã đã đến cầu kiến mấy lần, nhưng đều bị từ chối gặp mặt. Lúc này đã được cho phép, gã liền sải bước đi vào, quỳ một gối xuống đất tại trước ghế tộc trưởng, tay phải nắm lại đặt tại trên ngực, bái kiến, a cha. Phượng Kim Kỳ mở mắt ra, nhìn chằm chằm đứa con trai đang quỳ trên đất, không nói gã đứng lên, đừng có cứ nhảy quá sơn chủ của các ngươi chạy tới gặp ta. Ngươi là thủ lĩnh một phương, không hiểu lý lẽ này sao? Phượng Tàng Sơn ngẩng đầu nói, a cha, lần này nhi tử đến đây là để nói về chuyện thám hoa lang, không tiện trao đổi với sơn chủ chúng ta. Phượng Kim Kỳ, thám hoa lang thế nào? Phượng Tàng Sơn, a cha, dám hỏi một câu, về việc buôn bán sản vật của chúng ta, ngài thay đổi thái độ với thám hoa lang, có phải là có người nói gì đó sau lưng hay không? Phượng Kim Kỳ, đừng có vòng vo, nói cái gì ngươi muốn nói. A cha, đây không phải là ý của ta, là thám hoa lang nghi ngờ có người nói lời gièm pha với a cha. Phượng Tàng Sơn thuật lại những lời lập luận của Diễu Khánh lúc trước, vừa kể vừa quan sát phản ứng của phụ thân, rồi thử hỏi lại lần nữa, a cha, thám hoa lang suy đoán có đúng không? Có phải có người nói lời này lời nọ hay không? Thực ra, gã rất muốn đến đây hỏi lời này từ lâu rồi, nhưng mà phụ thân một mực từ chối gặp gã. Phượng Kim Kỳ hỏi ngược lại, có ai không thể bị người gièm pha? Giọng nói của Phượng Tàng Sơn tức thì trở nên to hơn, nhưng điều đó đã thay đổi quyết định của A Cha. Phượng Kim Kỳ hơi quay đầu, hỏi A Lạc Công ở bên cạnh, người gièm pha tên là gì vậy nhỉ? A Lạc Công không nhanh không chậm trả lời, chữ Bình Côn, ông chủ của Côn Bảo Hành tại U Giác Phụ. Ánh mắt Phượng Kim Kỳ lại chuyển tới trên người con trai mình, hỏi vì sao người này lại nói lời này nọ về thám hoa lang. Phượng Tàng Sơn, a cha, điều này không phải đã rất rõ ràng sao, hiển nhiên cũng là vì chuyện buôn bán sản vật của phượng tộc chúng ta, muốn quấy rối việc buôn bán của thám hoa lang, để giành về cho mình. Phượng Kim Kỳ, ta có nói sẽ giao quyền buôn bán sản vật của chúng ta cho Côn Bảo Hành sao? Phượng Tàng Sơn nghẹn lời, rồi sau đó vội hỏi, ý của a cha là, vẫn sẽ giao cho thám hoa lang ư? Phượng Kim Kỳ bình tĩnh không dao động, nói, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu được. Việc này không liên quan gì với chuyện có người gièm pha hay không. Không có ai tranh giành thì khác, nếu có người cùng tranh thì phải xem ai thích hợp hơn. Nếu như ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ được lý lẽ đơn giản này, thì trở về chậm rãi suy nghĩ đi. Nói xong, ông ta nhấc mấy ngón, tay lên, hất hất. Phượng Tàng Sơn đang cúi đầu suy nghĩ về những lời này nên không nhìn thấy động tác của phụ thân. A Lạc Công phải đi tới, cúi người kéo gã đứng dậy, ra hiệu đưa gã rời đi, gã đành phải nói lời tạm biệt. Sau khi đi ra hang động trong thân cây đại thụ, A Lạc Công nhắc nhở gã mấy câu. Vốn tưởng rằng đơn giản chỉ là một chuyện buôn bán sản vật, bây giờ có người nhằm vào hắn, vậy thì chỉ có thể do tự hắn đi giải quyết. Phượng tộc không thể vì hắn mà nhúng tay vào chuyện bên ngoài đại hoang nguyên. Nếu như hắn không giải quyết được, và đối phương vẫn một mực giáp tâm tranh đoạt, vậy dù cho phượng tộc giao cho hắn, hắn cũng không giữ được. Phượng Tàng Sơn khẽ gật đầu, đã hiểu được ý của bên này. Sau khi trở lại Thúy Vũ Hồ, cuối cùng gã đã dám đi gặp Diễu Khánh, không cần phải một mực tránh né nữa, bởi vì Diễu Khánh cứ luôn hỏi khi nào mình có thể gặp tộc trưởng. Mà gã dẫn người ta đến rồi lại không sắp xếp được, quả thực cũng thấy xấu hổ, bây giờ cuối cùng đã có thể cho Diễu Khánh một lời giải thích rồi. Khi gặp được Diễu Khánh, gã trực tiếp truyền đạt lại ý tứ đại khái. Diễu Khánh nghe xong những lời này liền trầm mặc. Khi tới đây, hắn vốn tưởng rằng đây là chuyện đã nắm chắc. Không ngờ lại xảy ra trắc trở như vậy. Vấn đề hiện tại là, xử lý việc này như thế nào bây giờ? Có người tranh giành việc kinh doanh của mình, trực tiếp cướp về tất nhiên là việc nên làm, nhưng điều này cũng phải xem thực lực. Mấu chốt là hắn không biết rõ nền tảng của chữ Bình Côn. Thứ nhất là không biết tu vi của chữ Bình Côn sâu cạn như thế nào. Không biết dùng vũ lực có thể thắng hay không, thứ nhì là quỷ mới biết rõ phía sau chữ Bình Côn có bối cảnh nào khác nữa hay không. Rất nhiều cửa hàng tại U Giác Phụ không có đơn giản như biểu hiện bên ngoài, rất nhiều trong số đó là cứ điểm do một số đầu trâu mặt ngựa bố trí tại U Giác Phụ. Nhưng nếu nói hắn trực tiếp từ bỏ, hắn sẽ không cam lòng, lợi nhuận ổn định hàng năm lên tới con số hàng chục triệu, đi đâu mới tìm được công việc kinh doanh tốt như vậy chứ. Đặc biệt là việc này có thể rơi vào tay mình, nhìn khắp thiên hạ cũng không nhiều. 2 năm trời không có việc gì, chỉ ăn không làm tại Đào Hoa Cư, hắn cũng muốn có gì đó để nói với các sư huynh đệ. Sau một hồi suy đi nghĩ lại, hắn chậm rãi nói, tỷ phu, nếu chữ Bình Côn đã muốn việc buôn bán này,
lão ta hẳn là vẫn còn tại Phượng tộc, ta muốn gặp chữ Bình Côn để nói chuyện. Phượng Tàng Sơn trầm mặc một hồi, nói, nếu như hắn vẫn còn ở đây, hắn sẽ ở tại Lưỡng Tiêm trại phía bên nhị ca. Nếu mạo muội đi tìm hắn, với tính tình của nhị ca ta, mặc dù không đến mức làm gì ngươi, nhưng cũng không cần phải đến đó chịu nhục. Để 3 ngày sau đi, cuộc tỉ thí nội bộ của tộc ta sẽ chính thức bắt đầu vào 3 ngày sau, khi đó chắc hẳn chữ Bình Côn sẽ đến. Xem, trong trường hợp như vậy, nhị ca của ta sẽ không dám làm sằng, ngươi và chữ Bình Côn gặp mặt nói chuyện cũng thuận lợi. Dữ Khánh suy nghĩ thấy cũng thích hợp, gật đầu nói, được. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, tỉ thí nội bộ Phượng tộc diễn ra đúng hẹn. Ngoại trừ một số nhân viên lưu thủ, Thúy Vũ Hồ gần như dốc hết lực lượng, tự động chạy đến Phượng Đầu Lĩnh, nơi diễn ra thi đấu. Tình hình tương tự đều diễn ra tại các bộ của Phượng tộc, trời còn chưa sáng đã có lượng lớn nhân viên bắt đầu băng đèo lội suối, người lớn trẻ nhỏ đều có, không ít người tay cầm đuốc. Đám người Dữ Khánh là khách, được hưởng một số đặc quyền, không vội lên đường, sau khi trời sáng, bọn hắn ăn uống no đủ rồi mới không chút vội vàng cưỡi chim to bay đi. Địa điểm thi đấu là một nơi gọi là Thạch Đảm Oa gần bên Phượng Đầu Lĩnh, thực ra đó là một chỗ tương tự một cái giếng trời lớn. Rất đông khán giả từ các bộ của Phượng tộc tập trung lộn xộn xung quanh giếng trời, bên trong giếng trời chính là sân thi đấu, khán giả có thể ở trên cao nhìn xuống. Tại một bên giếng trời, Trùng Nhi nắm chặt tay Tiểu Hắc không buông, Dữ Khánh sợ Tiểu Hắc gây rối, liên tục căn dặn Trùng Nhi phải trông chừng cậu nhóc thật kỹ. Sau khi tạm biệt thê tử Diệp Điểm Điểm với cái bụng bầu bự xong, Phượng Tàng Sơn liền quay đầu dẫn theo mấy người rời đi. Trong số 36 thủ lĩnh các bộ phượng tộc, có 17 người có cảnh giới thượng huyền, gã chính là một trong số đó. Vì vậy mà nhất định phải tham gia lần thi đấu này. Về sau, nhân sự đại biểu cho phượng tộc để tham gia đại hoang tự cũng sẽ được chọn từ trong 17 người này. Nói đến việc này, quả thực khiến cho Dữ Khánh cảm thấy cảm thán, bao nhiêu môn phái muốn có được một thượng huyền cũng khó. Mà chỉ một cái phượng tộc đã có đến 17 người, lực lượng này phải đè ép bao nhiêu là đại môn phái chứ. Càng chưa đề cập tới còn có một cao thủ cao huyền. Không hổ là một trong những bộ tộc cường đại nhất tại Đại Hoang Nguyên. Vấn đề then chốt là, rất nhiều bộ tộc tại Đại Hoang Nguyên đều áp dụng một phương thức tu hành xa xưa. Không giống như tu sĩ bên ngoài gia tăng tu vi rất nhanh bằng cách sử dụng các loại linh đan rượu dược, phượng tộc cũng vậy. Họ không đi mua linh mễ hay linh đan rượu dược gì. Mỗi một phần tu vi tăng lên đều là từng bước vững vàng chắc chắn kết nối với thiên địa để nạp vào. Chỉ dùng cách thức vụng về nhất đó, không ngờ lại tu luyện ra được nhiều cao thủ như vậy, thực sự khiến cho Dữ Khánh không biết nên nói cái gì. Nhìn theo bóng lưng Phượng Tàng Sơn rời đi, Dữ Khánh hỏi Diệp Điểm Điểm, hôm nay tỷ phu có thi đấu không? Diệp Điểm Điểm, không biết, có thi đấu hay không cũng không quan trọng, tỷ phu của ngươi cũng không muốn tranh cái gì. Dữ Khánh suy nghĩ thấy cũng đúng, chỉ cần không liều mạng phân cao thấp, sẽ không xảy ra chuyện gì không mong muốn. Bỗng nhiên, các thành viên phượng tộc xung quanh giếng trời lục tục quay người, đổ dồn về cùng một hướng, rồi dồn dập nắm hữu quyền đặt lên ngực khom người, ngay cả Diệp Điểm Điểm cũng không ngoại lệ. Dữ Khánh thuận thế nhìn tới, hắn thấy tại vị trí cao nhất quanh giếng trời, xuất hiện một lão giả phượng tộc đội mũ lông vũ hoa lệ, mái tóc dài hoa râm, mặt đầy nếp nhăn. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, không cần phải đoán, khẳng định chính là tộc trưởng của phượng tộc. Hắn nhanh chóng ra hiệu cho Trùng Nhi cùng hành lễ với mọi người. Cùng đi theo Phượng Kim Kỳ còn có 5 lão giả phượng tộc khác, toàn bộ 6 đại sơn chủ của phượng tộc đều xuất hiện trên khán đài. Bọn họ không chỉ tới quan sát thi đấu cũng là để đánh giá kết quả của cuộc thi. Phượng Kim Kỳ ngồi xuống trước, hai tay vươn ra làm động tác ra hiệu cho mọi người bình thân. Dữ Khánh chú ý thấy sau khi 6 đại sơn chủ ngồi xuống thì vị trí ở giữa vậy mà còn có một chỗ trống. Tiếp đó người lấp vào vị trí đó xuất hiện, đó là một lão giả tóc lốm đốm áo bào đen, tướng mạo và khí chất đều tương đối uy nghi. Thoạt nhìn đây không phải là người của phượng tộc, lão ta trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Phượng Kim Kỳ. Lão ta lại ngồi ngang vai ngang vế với Phượng Kim Kỳ, Dữ Khánh kinh ngạc, không biết đó là thần thánh phương nào. Phượng tộc không có quá nhiều lễ nghi phiền phức như ngoại giới, có việc gì làm việc đó, sau mấy tiếng kèn sừng châu ô ô vang vọng kéo dài, A Lạc Công xuất hiện trước mắt mọi người. Đi đến bên mép vách núi, thi pháp cất cao giọng nói, để cho ai đại diện phượng tộc tham gia đại hoang tự, mỗi người mỗi nhà đều có ý kiến riêng, không ai thuyết phục được ai. 6 vị sơn chủ cũng không có bất công với ai, quyết định để cho mọi người dùng thực lực tới quyết định.
cuối cùng sẽ lựa chọn ra 3 người có thực lực mạnh nhất làm đại diện ưu tiên. Trong khi thi đấu phải nhớ kỹ, đây là tỷ thí trong tộc, không phải kẻ thù liều mạng với nhau, không thể hạ tử thủ. Nói xong, lão ta giang hai tay ra nhìn quanh bốn phía, người nào cảm thấy thực lực của mình có thể đại diện phượng tộc tham gia đại hoang tự, có thể đi xuống tiếp nhận người khác khiêu chiến. Ánh mắt mọi người lập tức toát ra vẻ mong đợi. Như vậy liền bắt đầu sao? Ngay cả một quy tắc nghiêm chỉnh cũng không có sao. Dữ Khánh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới khai mạc lại ngắn gọn như thế. Nhân cơ hội này, hắn nhỏ giọng thỉnh giáo Diệp Điểm Điểm, các đại lão đang ngồi đó là những ai. Diệp Điểm Điểm có thể giới thiệu rõ về những người khác, duy chỉ có lão giả áo bào đen ngồi bên cạnh Phượng Kim Kỳ thì nàng không biết là ai, nàng cũng muốn biết rõ nên quay đầu hỏi thăm. Để ta xuống trước, có người hét to lên, rồi một bóng người phi thân bay vào trong giếng trời. Dữ Khánh tập trung nhìn kỹ, xem như là người quen cũ, là Phượng Tàng Vân, nhị ca của Phượng Tàng Sơn. Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, Dữ Khánh nhớ tới việc chính của mình, hắn bắt đầu đảo ánh mắt khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của chữ Bình Côn. Cũng không khó tìm lắm, cách ăn mặc của người ngoài quá nổi bật tại nơi đây, hắn rất nhanh liền khóa chặt một người trong đám người nghiêng chết đối diện. Hắn lập tức nói lời tạm biệt với Diệp Điểm Điểm, tiếp đó dặn dò Trùng Nhi trông chừng kỹ Tiểu Hắc, sau đó mới rời khỏi đám người Thúy Vũ Hồ, đi vòng sang phía đối diện. Trên đường đi hắn nghe thấy Phượng Tàng Vân cất tiếng hét to, ai đánh với ta, để ta thử xem. Không lâu sau một tiếng đáp lại, bên trong giếng trời liền vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt. Dữ Khánh không có hứng thú xem những trận giao chiến cấp thấp này, mặc dù hắn đánh nhau ở cấp độ thấp hơn, nhưng mà tầm mắt quả thực có phần kén chọn. Chương 994, bằng hữu cũ, mới. Khi đã đi được nửa vòng, đến gần vị trí cần đến thì tiếng đánh nhau đột nhiên biến mất, tiếng hò hét khen ngợi vang lên, Dữ Khánh hơi ngưng thần lắng nghe, đoán rằng đã phân ra thắng bại. Quả nhiên, giọng của Phượng Tàng Vân lại vang lên, ai nữa? Dữ Khánh không chút nào dừng lại, dọc đường đi vỗ vai tộc nhân Phượng tộc, không ngừng chắp tay xin được nhường đường đi qua, hắn rất nhanh liền đi đến phía sau chữ Bình Côn. Chữ Bình Côn đang nhìn chằm chằm Phượng Tàng Vân đứng dưới giếng trời đắc thắng nhìn xung quanh, vừa mới nhìn thấy có một người phi thân nhảy xuống dưới, thì đột nhiên bị người vỗ vai, lão ta quay lại nhìn, nhìn thấy bộ ria mép quen thuộc, lập tức cất tiếng A ngạc nhiên, xoay người chắp tay hỏi, Thám Hoa Lang, sao ngươi lại tới đây? Dữ Khánh không quan tâm lão ta có phải đang giả bộ hồ đồ hay không, đưa tay ra hiệu mời, chữ tiên sinh, mượn một bước nói chuyện, được chứ? Chữ Bình Côn chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn xem trận đấu võ kịch liệt bên trong giếng trời, cuối cùng gật gật đầu. Hai người lách qua đám người đi ra ngoài, sau đó dừng lại cách đám đông hơi xa một chút. Chữ Bình Côn vô thức nhìn nhìn xung quanh, chủ động đặt câu hỏi, Thám Hoa Lang có gì chỉ giáo? Dữ Khánh không dự định vòng vo với lão ta, chỉ giáo thì không dám nhận. Lần này ta tới Phượng tộc là chuẩn bị tiếp nhận việc mua bán sản vật của Phượng tộc, vốn đã xác định rồi, nào ngờ Phượng tộc lại đột nhiên do dự. Ta nghe nói là chữ tiên sinh động tay động chân sau lưng ta, nói này nói nọ về ta. Chữ Bình Côn hơi sửng sốt, không ngờ rằng vị này lại nói thẳng ra như vậy, lão ta kinh ngạc hỏi. Tại sao Thám Hoa Lang lại nói lời này, giữa ngươi và ta không oán không cừu, ta làm sao sẽ nói xấu ngươi chứ? Dữ Khánh, vậy chính là tộc trưởng Phượng tộc đang nói dối. Để tránh hiểu lầm, làm phiền chữ tiên sinh đi cùng với ta để đối chứng. Chữ Bình Côn tức thì không nói nên lời, phát hiện thấy vị này đúng là muốn vạch trần đến cùng, lão ta làm sao có thể đi đối chứng với tộc trưởng Phượng tộc, cũng không dám đi gặp. Đối mặt bốn mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng lão ta nhấc tay vuốt chòm râu dê của mình, mỉm cười nói. Ta nghe trong lời Thám Hoa Lang nói dường như có ẩn ý, không biết Thám Hoa Lang rốt cuộc muốn nói gì. Dữ Khánh, chữ tiên sinh cũng muốn việc mua bán này với Phượng tộc. Lời đã nói đến nước này, tiếp tục giả bộ cũng không có ý nghĩa gì. Chữ Bình Côn cười ha hả, lợi nhuận ổn định hàng năm lên đến hàng chục triệu, ở bất kỳ đâu. Đó đều là vụ làm ăn tốt, ngay cả Thám Hoa Lang, loại người không khom lưng vì tiền bạc cũng không chướng mắt, chữ mỗ có tư cách gì để ghét bỏ chứ. Dữ Khánh, mọi việc dù sao cũng phải có thứ tự trước sau à. Chữ Bình Côn, lời này không sai, nhưng chuyện ngươi nói không đúng, Phượng tộc vẫn chưa quyết định giao việc buôn bán cho Đào Hoa Cư. Thậm chí còn chưa có bất kỳ hứa hẹn nào với Đào Hoa Cư, đương nhiên không thể nói là có thứ tự trước sau gì.
Phượng tộc đồng ý giao cho ai đều hợp tình hợp lý. Dữ Khánh, đây là cái cớ để chữ tiên sinh đâm sau lưng sao? Chữ Bình Côn chỉ vào hai người, trong cạnh tranh kinh doanh, nói sau lưng đối thủ không phải là chuyện bình thường sao? Nếu như ngay cả chuyện này mà Thám Hoa Lang cũng không thể chấp nhận được, vậy ta thực sự không còn lời nào để nói. Dữ Khánh, ý của chữ tiên sinh là không thể đồng ý việc này, nhất định phải chen vào một tay, đúng không? Chữ Bình Côn vuốt râu, nói, Thám Hoa Lang nói lời này phải chăng là đang đe dọa chữ mỗ? Ai? Có một số việc phải nói như thế nào chứ? Người khác cho rằng ta là ông chủ phía sau Côn Bảo Hành, nhưng không biết rằng ta cũng chỉ là chân chạy cho người khác. Tại trước mặt Thám Hoa Lang, ta cũng không giấu giếm nữa, phía sau ta là Vạn Hoa Bảo, ta chỉ là làm việc cho người ta. Lợi ích có thể giành được ta phải tranh giành, nếu dễ dàng từ bỏ, ta không có cách nào để giải thích với chủ thượng. Nếu không thì vậy đi, nể mặt Thám Hoa Lang ngươi, ta có thể lui một bước, nếu Thám Hoa Lang có thể chi ra 100 triệu cho Côn Bảo Hành ta. Ta đã thu được lợi, coi như là có một lời giải thích với bên trên, về tình về lý đều đã có thể rời khỏi cuộc cạnh tranh này. Thám Hoa Lang, lợi nhuận một năm hơn 10 triệu, không đến 10 năm liền lấy lại được vốn, ngài cảm thấy ý này thế nào? Vạn Hoa Bảo. Đối với nơi này Dữ Khánh có nghe tới ít nhiều, bảo chủ Vạn Hoa Bảo cũng là một vị tu sĩ cảnh giới cao huyền, là một nhân vật độc cứ một phương tương tự như Nhiếp Nhật Phục. Nghe nói còn là hảo hữu của Địa Mẫu, nghe nói khi rảnh rỗi Địa Mẫu còn sẽ đến Vạn Hoa Bảo ở lại một thời gian, bởi vì khung cảnh Vạn Hoa Bảo rất đẹp. Hắn đương nhiên biết rõ đối phương tự giới thiệu là có ý gì, là muốn cho thấy người ta không sợ bị đe dọa. Hắn thực sự không nghĩ tới phía sau Côn Bảo Hành sẽ là Vạn Hoa Bảo, nhưng vậy thì thế nào chứ? Vì vậy mà bỏ ra 100 triệu đưa cho người ta sao? Hắn không tin vào chuyện vô nghĩa 10 năm sau sẽ lấy lại được vốn đó. Cho dù hắn không biết nhiều về việc buôn bán, nhưng cũng biết thời gian 10 năm có rất nhiều biến số, hắn làm sao dám bỏ tiền cho giấc mộng đẹp kiểu như vậy. Huống hồ, hắn hoàn toàn không lấy ra được khoản tiền đó, hắn lập tức trả lời, nếu chữ tiên sinh đã nói như vậy, vậy chữ tiên sinh đưa ta 100 triệu đi, Đào Hoa Cư ta cũng có thể từ bỏ. Chữ Bình Côn xua tay, không, không phải như thế, Côn Bảo Hành ta có thể tranh thì sẽ tranh, thành công đương nhiên đáng mừng, thất bại cũng do mệnh, làm hết sức là được. Nói xong, ánh mắt lão ta chợt nhìn chăm chú phía sau Dữ Khánh. Trước thái độ ngang bướng của lão ta, Dữ Khánh âm thầm kìm nén lửa giận. Khi nhận thấy phản ứng của lão ta, hắn vô thức quay đầu lại nhìn phía sau, nhìn thấy một kiếm khách không nhanh không chậm bước tới. Y phục xám trắng, đeo một thanh đại kiếm tương đối đặc biệt ở sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng đạm mạc. Dữ Khánh không xa lạ với khuôn mặt này. Hắn rất kinh ngạc khi có thể gặp được vị này tại nơi đây, bởi vì người này không phải ai khác, chính là người hắn từng kết bạn tại Chiêu Dương Đại Hội còn cùng nhau tiến vào tiên phủ, Hướng Chân. Có người khác tới đây, chữ Bình Côn không muốn nói nhiều về chuyện đó. Lão ta thuận miệng nói, nếu như Thám Hoa Lang không còn việc gì khác, thứ cho chữ mỗ không phụng bồi. Dứt lời liền bỏ đi. Lúc này Dữ Khánh cũng không còn tâm trạng để nói chuyện với lão ta nữa. Hắn xoay người lại, im lặng chờ đợi bằng hữu cũ đi tới. Rầm rầm rầm. Động tĩnh đánh nhau mà ngay cả mặt đất cũng phải chấn động chợt ngừng lại, tiếp đó lại vang lên tiếng hét cuồng nhiệt của Phượng Tàng Vân, còn ai đánh với ta? Hai người đã lâu mới gặp mặt lại nhau, không để ý đến những động tĩnh không liên quan đến mình, đối diện quan sát nhau từ đầu đến chân. Dữ Khánh thật sự không ngờ tới vị này còn dám xuất đầu lộ diện, lúc đó nếu không phải có Vọ Ong Chúa trong Kính Hoa Uyển hết lòng bảo vệ, e rằng vị này đã chết từ lâu rồi. Đã biết rõ đối phương là người kiệm lời, Dữ Khánh chủ động hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hướng Chân bình tĩnh trả lời, nghe nói Đại Hoang tự tụ tập cao thủ Đại Hoang Nguyên đấu nhau, ta muốn đến mở mang kiến thức, vừa vặn có quen biết với thủ lĩnh Thạch Lâm trại nơi này, nên tới đây. Vừa rồi, ta phát hiện thấy ngươi ở trong đám người, thật bất ngờ, tìm tới đây, quả nhiên là ngươi. Trương Huynh, đã lâu không gặp. Dữ Khánh nhếch miệng cười, xấu hổ xua tay nói, Dữ Khánh, hiện tại ta gọi là Dữ Khánh, không dùng tên lúc trước nữa. Hướng Chân gật đầu, Dữ Huynh, đã lâu không gặp. Được rồi, Dữ Khánh cười ha hả, bản tính của tên đầu gỗ này quả nhiên là khó thay đổi. Đúng vào lúc này, chợt có người gọi to, dám hỏi phía trước có phải là Thám Hoa Lang không? Dữ Khánh và Hướng Chân đồng thời quay đầu nhìn đến, nhìn thấy bốn người đàn ông mặc đồ đen chỉnh tề vây quanh một người đàn ông mặc áo xanh, cùng nhau đi đến đây. Người cất tiếng,
hỏi to chính là người mặc thanh sam, dáng vẻ xấu xí, mấu chốt là người này cũng để hai nhúm ria mép, không, là ba nhúm râu. Nơi cằm người ta còn có một chúm râu nữa, thoạt nhìn có cảm giác rất không giống người tốt, nhưng người ta lại chủ động tới gần. Dữ Khánh nhanh chóng làm ra bộ dạng không gần người lạ, nói, Tôn Giá nhận lầm người rồi. Vị khách mặc thanh sam quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, rồi giang hai tay ra cười ha hả đáp, không lầm, không lầm, không có lầm. Khi Thám Hoa Lang cưỡi ngựa dạo phố chia vui tại kinh thành Cẩm Quốc, từng đã đi qua trước mặt ta. Lúc đó ta nhìn thấy rất rõ, tuyệt đối không sai. Dữ Khánh cau mày, lúc đó hai bên đường phố quá đông người, hắn làm sao nhớ được mình có gặp qua người này hay không? Tại hạ là Tô Bán Hứa, một trong ba đại trưởng sự của Cẩm Quốc Tiền Trang. Ngưỡng mộ Thám Hoa Lang đã lâu, nhưng vì một số nguyên nhân, vẫn luôn không có duyên gặp mặt, không ngờ lại được gặp nhau tại đây, mạo muội bắt chuyện làm quen, mong rằng Thám Hoa Lang không nên trách cứ. Thanh sam khách nói xong, vỗ vỗ ngực nói tiếp, Tô Mỗ không có bản lĩnh gì khác, chỉ là thường làm việc với tiền bạc, trong tương lai, nếu Thám Hoa Lang có cần Tô Mỗ hỗ trợ gì, cứ việc mở miệng. Vừa nghe nói đối phương là một trong ba đại trưởng sự của Cẩm Quốc Tiền Trang, Dữ Khánh liền động lòng, muốn không động lòng cũng khó. Một trong ba cự đầu kiểm soát dòng tiền lưu chuyển tại Cẩm Quốc A, hắn nhìn hoa văn kim tiền thêu trên tay áo người ta, khó trách. Cái gọi là Cẩm Quốc Tiền Trang là chỉ các tiền trang trong lãnh thổ Cẩm Quốc, không phải nói rằng chúng thuộc về Cẩm Quốc. Cùng thuộc sở hữu với Ân Quốc Tiền Trang, Ảo Vọng Tiền Trang hay U Giác Phụ Tiền Trang, cái tên phía trước chỉ là tiền tố vị trí mà thôi. Khi nghe vị này nói chuyện tiền bạc rất dễ trao đổi, hai mắt Dữ Khánh càng sáng lên, hắn lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười. Chắp tay bái kiến, hóa ra là Tô Bán Hứa Tô trưởng sự, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hai người ngay tại chỗ biểu lộ vô cùng thân thiết, tụ lại một chỗ hàn huyên khách sáo không ngừng, bên này khen đối phương tài hoa văn chương vô song. Nói mình ngưỡng mộ vô cùng, bên kia khen đối phương phong lưu phóng khoáng, khí độ bất phàm, khiến người ngưỡng mộ, vân vân. Hướng Chân đứng bên cạnh, sừng sốt nhìn hai người nói chuyện với nhau, gã thật sự không nhìn ra được Tô Bán Hứa với khuôn mặt chuột gian xảo có điểm nào phong lưu phóng khoáng. Bộ dạng thay đổi vẻ mặt của vị Dữ huynh này thật quá khó coi à. Cường điệu khen nhau đến lúc không còn từ để nói. Khóe miệng đã có chút ngượng ngùng, Tô Bán Hứa nhanh chóng chuyển đề tài, y quay sang Hướng Chân ở bên cạnh, Dữ huynh đệ, vị bằng hữu này là. Dữ Khánh giới thiệu, danh sĩ Chiêu Dương đại hội vừa rồi, Hướng Chân. Đã nghe nói qua, trẻ tuổi tài cao, trẻ tuổi tài cao a, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tô Bán Hứa nhanh chóng chắp tay thể, hiện may mắn gặp mặt. Hướng Chân hơi gật đầu đáp lại một câu, Tô trưởng sự khỏe. Thế là xong, mặc kệ Tô Bán Hứa có nói thêm gì nữa, gã đều không có hé răng. Tô Bán Hứa cũng không để bụng, y đảo mắt nhìn xung quanh, rồi dường như nảy sinh cảm xúc, chợt đổi đề tài, nơi đây là một nơi tốt a, nghe nói có lưu truyền một truyền thuyết bất tử. Nghe đồn Phượng tộc đã từng là phó thị của thần tiên, từng có người lọt vào mắt xanh của thần tiên, tắm rửa máu Phượng Hoàng, từ đó thoát thai hoán cốt, thành tựu thân thể bất tử, đi tiên giới. Phượng tộc đời đời kiếp kiếp thủ tại nơi này, cũng không biết bọn họ còn có thể đợi được đến ngày thần tiên hàng lâm trở lại hay không. Khóe miệng Dữ Khánh khó giải thích mà giật giật, hắn liếc nhìn sang Hướng Chân vốn cũng từng tiến cào tiên phủ, bình tĩnh nói, lời đồn nghe chơi mà thôi, không thể nào là sự thật. Cũng đúng, Tô Bán Hứa gật đầu cười, ở tại đây tán gẫu một lúc, cuối cùng cũng đến lúc tạm biệt, Dữ Khánh phải trở về chỗ mấy người trùng nhi, hắn liền chắp tay nói lời tạm biệt hai vị bằng hữu cũ mới. Nhưng mà, xoay người lại đi chưa được mấy bước, hắn liền có cảm giác không thích hợp, quay đầu lại. Nhìn thấy Hướng Chân đang đi theo sát phía sau, hắn không khỏi dừng bước hỏi, Hướng huynh, ngươi đi theo ta làm gì vậy? Hướng Chân, đi chung với ngươi, làm bạn. Thôi được, Dữ Khánh thật sự không tiện từ chối gã, hắn quay đầu lại bên khác, hỏi, Tô tiên sinh, ngài là, đi cùng đường với ta sao? Tô Bán Hứa a một tiếng, nói, đã gặp được Thám Hoa Lang, đương nhiên là muốn đi chung, nếu không, sau khi kết thúc đại hoang tự, mỗi người lại đi mỗi ngã. Phải nhân cơ hội này ở gần Thám Hoa Lang một chút, cũng dễ thân quen. Ngươi ở đâu vậy? Để ta trao đổi với Phượng tộc, chuyển đến ở chung. Dữ Khánh nghẹn lời, nhưng mà vị này chính là thần tài, ở cùng một chỗ hắn có thể nhân cơ hội thỉnh giáo xem làm sao để phát tài, lập tức nói cho y biết, Thúy Vũ Hồ.
Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 995, Luận Kiếm. Thùy Vũ Hồ: Được, ta đã biết rồi. Tô Bán Hứa gật đầu ghi nhớ, y nói để đi nói chuyện với Phượng tộc, rồi lập tức rời đi, thật sự không bỏ lỡ chút thời gian nào. Hướng Chân thì đi theo Diễu Khánh đến nơi nhóm người Thúy Vũ Hồ tụ tập xem thi đấu. Thấy Diễu Khánh ra ngoài đi dạo không lâu, khi trở về liền có một người xa lạ về cùng, Diệp Điểm Điểm ưỡn bụng bự không khỏi thỉnh giáo, vị này là bằng hữu, cũng là bằng hữu của thủ lĩnh Thạch Lâm trại, không ngờ gặp được tại nơi này. Là danh sĩ Chiêu Dương đại hội vừa rồi, Hướng Chân. Hướng huynh, vị này là Diệp Điểm Điểm, chính là phu nhân của Phượng Tàng Sơn, thủ lĩnh Thúy Vũ Hồ, cũng là bằng hữu cũ của ta. Diễu Khánh cười giới thiệu hai bên với nhau. Hướng Chân, Chiêu Dương đại hội. Diệp Điểm Điểm có chút bất ngờ, hiển nhiên nàng cũng từng nghe nói. Tới, nàng hơi khom người nói, ngưỡng mộ đại danh Hướng huynh đã lâu. Hướng Chân không giỏi giao tiếp, cho dù tới đây gã muốn đến ở tại Thúy Vũ Hồ, nhưng cũng chỉ gật đầu thể hiện chào hỏi. Bởi vì nghe được tiếng tiểu hắc gào thét thật to đối với trận thi đấu kịch liệt, Diễu Khánh lại chuyển ánh mắt vào trong giếng trời. Hắn có phần ngạc nhiên, vị nhị ca này của ngươi tại sao vẫn còn đánh nhau dưới đó? Đã đánh bao nhiêu trận rồi? Diệp Điểm Điểm cũng chuyển ánh mắt xuống trong giếng trời, thắng liên tục, đây là trận thứ 5. Diễu Khánh, xem ra là rất có thực lực a. Hắn không phải là định tiếp nhận xa luân chiến đấu liên tục luôn đi. Diệp Điểm Điểm, không biết. Diễu Khánh kỳ quái hỏi, có thể thi đấu bằng cách này sao? Rốt cuộc thì quy tắc thi đấu là như thế nào, dùng tiêu chuẩn nào để xác định thực lực mạnh, yếu? Diệp Điểm Điểm, nơi này không có lập ra quy tắc gì để phải suy nghĩ, sáu vị sơn chủ chính là quy tắc. Ánh mắt và kinh nghiệm của sáu vị sơn chủ chính là tiêu chuẩn để xác định. Diễu Khánh há to miệng, suy nghĩ một chút, hắn cũng không phát hiện ra được điểm nào không đúng. Diệp Điểm Điểm trêu chọc, ngay cả việc đã đánh được mấy lượt ngươi cũng không biết, chứng tỏ ngay từ đầu người đã hoàn toàn không có hứng thú với cuộc thi này, ngươi quan tâm đến quy tắc làm gì? Diễu Khánh cười đáp, không phải là vì tỷ phu sẽ ra sân sao? Diệp Điểm Điểm, trước tiên đừng quan tâm đến tỷ phu của ngươi, chuyện của ngươi sao rồi? Nàng hất hất cằm về phía chữ bình côn ở phía nghiêng trách đối diện. Diễu Khánh lắc đầu, không thỏa thuận được, trừ khi ta đưa cho lão ta 100 triệu, nếu không người ta không nhả ra. Diệp Điểm Điểm cau mày, không có đưa ra bình luận gì. Hết trận này đến trận khác, thi đấu kéo dài liên tục, nhưng chờ đến khi kết thúc ngày thi đấu hôm nay, Phượng Tàng Sơn vẫn chưa ra sân, không ra sân khiêu chiến bất kỳ kẻ nào, cũng không ra sân tiếp nhận bất kỳ kẻ nào khiêu chiến. Tiếp nhận số lần khiêu chiến nhiều nhất chính là Phượng Tàng Vân, nhưng hôm nay y đã tiếp nhận 5 vòng, sau 5 vòng, A Lạc Công lên tiếng gọi y rời sân. Mọi người đều biết lý do, không thể để cho y một mực mệt mỏi ứng chiến, điều đó sẽ không công bằng cho cả hai bên thi đấu. Vì vậy, các tộc nhân phía bên Lưỡng Tiêm trại liền cất tiếng gieo hò ầm ĩ, thủ lĩnh vô cùng dũng mãnh, các tộc nhân trong tộc đương nhiên cùng cảm thấy quang vinh. Phía bên Thúy Vũ Hồ thì có phần khó nói rõ ràng, bởi vì thủ lĩnh nhà mình một mực co đầu rút cổ không có ra sân thi đấu. Sau khi ngày thi đấu hôm nay kết thúc, các nhóm người lại quay trở về trại của mình. Trong nhóm người trở về Thúy Vũ Hồ, nhiều thêm 6 người, Hướng Chân, Tô Bán Hứa và 4 người đi theo. Với chuyện này, Phượng Tàng Sơn chào đón rất nồng nhiệt. Sau khi đi đến Thúy Vũ Hồ, Phượng Tàng Sơn lập tức sai người bố trí nơi ở cho quý khách. Hướng Chân thì không cần phức tạp, gã trực tiếp để nhị ở chung chỗ với Diễu Khánh. Ban đầu, Tô Bán Hứa cũng định dồn vào ở chung một chỗ, nhưng bọn họ tương đối nhiều người, đành phải nghe theo sự sắp xếp. Tuy nhiên để đáp ứng mong muốn được ở gần và không có yêu cầu gì cao với nơi ở, nên bọn họ được bố trí tại một căn nhà sàn gần đây. Sau khi thu xếp xong cho quý khách, vừa mới trở về đến Thúy Vũ đường trên đỉnh núi, Phượng Tàng Sơn đang dặn dò mọi người chuẩn bị tiệc tối cho tốt. Biểu thị rằng đêm nay sẽ thiết yến chiêu đãi quý khách, thì một nam tử đeo đao bên hông từ ngoài chạy nhanh tới trước mặt gã. Người tới là thủ hạ tâm phúc Phượng A Đao của gã, có thể nói là thông báo rất khẩn cấp, Ngũ Lang, có quý khách đến. Diệp Điểm Điểm với cái bụng bự và Phượng Tàng Sơn đều sửng sốt. Phượng Tàng Sơn hỏi, quý khách nào? Phượng A Đao, chính là người ở bên cạnh tộc trưởng, tự xưng là trang chủ thiện chi nhất của Quy Kiếm Sơn Trang, nói là đã được tộc trưởng cho phép đến đây. Ông ta là trang chủ Quy Kiếm Sơn Trang, thiện chi nhất. Diệp Điểm Điểm kinh ngạc thất thanh,
cuối cùng đã biết được vì sao ông ta có thể ngồi ngang vai ngang vế cùng tộc trưởng. Với nhân vật như thế, Phượng Tàng Sơn nào dám chậm trễ, vội nói, còn thông báo làm gì, trực tiếp mời vào đi. Dứt lời liền bước nhanh đi ra, muốn đích thân nghênh tiếp. Kết quả chạy ra đến bên ngoài nhưng không nhìn thấy ai. Phượng A Đao theo sau chạy ra nhanh chóng gọi lại, Ngũ Lang, ông ta không có lên núi, không phải tới gặp ngài. Ông ta đang ở dưới chân núi, nói là đến tìm người. Tìm ai? Tìm người tên Hướng Chân kia, ta không biết có nên trực tiếp dẫn đi gặp hay không, nên nói họ chờ một chút, làm sao bây giờ? Phượng Tàng Sơn sửng sốt, ý nghĩ đầu tiên chính là cho rằng ông ta đến tìm Diễu Khánh, dù sao danh tiếng Thám Hoa Lang rõ ràng bên ngoài. Nào ngờ lại là đến tìm Hướng Chân, gã không khỏi hoài nghi, Hướng Chân là có chút danh tiếng, nhưng hẳn là không đủ để đích thân pháp giá thiện chi nhất tới tìm a. Diệp Điểm Điểm đi theo ra sau đó cũng lộ vẻ hoài nghi, hạ thấp thân phận cao quý xuống như thế, lẽ nào Hướng Chân đó có bối cảnh gì khác hay sao? Phượng A Đao, không biết, nói là đến tìm Hướng Chân luận kiếm. Luận kiếm, hai vợ đồng thanh thốt lên. Bọn họ không biết luận kiếm cái quỷ gì, đều hoài nghi có lẽ Phượng A Đao đã nghe lầm. Trước tiên, bất kể có phải là nghe lầm hay không, về việc này bọn họ khẳng định là phải thông báo trước cho Hướng Chân, có gặp người ta hay không, dù sao phải là chính Hướng Chân đồng ý. Luận kiếm. Bên trong Thúy Bích Lâu, Diễu Khánh, Hướng Chân và Tô Bán Hứa cũng sửng sốt đồng thanh cất tiếng. Tô Bán Hứa hoài nghi hỏi một câu, đích thân thiện chi nhất chạy đến tìm Hướng huynh đệ để luận kiếm gì đó sao? Ba người Phượng Tàng Sơn, Diệp Điểm Điểm, Phượng A Đao đều lắc đầu thể hiệu không biết tình hình cụ thể. Nếu bàn về kiếm, trước tiên phải qua cửa của ta đã, hay, tiểu hắc, chờ xuất quỷ nhập thần nhảy ra, vung gậy hô to, nhảy vào giữa mọi người, để ta luận trước. Diễu Khánh đưa tay đẩy mạnh nhóc con ra ngoài, thiếu một chút đẩy bay cả người. Tiểu hắc loạng choạng lùi ra sau, đụng vào tường, ngã lăn ra đất. Trùng Nhi lè lưỡi nhìn phản ứng của mọi người, nhanh chóng đưa tay nắm lấy chân tiểu hắc, kéo nó trượt trên mặt đất nhanh chóng tránh đi. Bị kéo đi, tiểu hắc không cam lòng, lắc đầu khua gậy gào thét, cho ta một thanh kiếm, ta cũng có thể luận kiếm, ta muốn luận kiếm. Từng đôi ánh mắt nhìn theo bóng dáng nhóc con biến mất sau cánh cửa đóng lại, Diệp Điểm Điểm nhịn không được thở dài, nó còn nhỏ như thế. Các ngươi đây là nuôi thú vật hay sao? Hiển nhiên là cảm thấy thái độ đối xử của mấy người tại đây không quá thỏa đáng đối với tiểu hài tử. Diễu Khánh gãi gãi chút ria mép, lúng túng nói, nhóc con này rất nhiều chuyện, mọi người đừng để trong lòng nha. Tiếp đó, hắn quay nhìn chằm chằm Hướng Chân, cười đùa nói, Hướng huynh, xem ra chi kỷ của ngươi đã đến rồi. Những người khác nghe lời này đều cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng Diễu Khánh đã lĩnh giáo tính cách Hướng Chân. Lúc trước gã cứ quấn lấy hắn đòi luận kiếm, cứ đòi lĩnh giáo kiếm ý gì đó, bây giờ thì hay rồi, đổi thành người khác tới tìm Hướng Chân rồi. Hướng Chân trầm mặc một lúc, rồi hỏi hai vợ chồng, người ta ở đâu? Phượng A Đao chỉ đến một phương hướng, dưới gốc cây cổ thụ nơi giao lộ dưới chân núi. Hướng Chân xoay người bước ra cửa, những người khác đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng bước ra theo. Tô Bán Hứa đi theo sát bên cạnh Diễu Khánh, kéo kéo tay áo Diễu Khánh, hỏi, ngươi mới nói chi kỷ gì vậy, có phải là biết được điều gì hay không? Diễu Khánh cười hắc hắc, chỉ tới bóng lưng thấp thoáng của Hướng Chân, gá ít nhất là một nửa cái kiếm si. Tô Bán Hứa a một tiếng, đã hiểu được ý của hắn, thiện chi nhất là cao nhân kiếm đạo, hơn nữa tu vi rõ ràng tại đó. Vậy mà lại hạ thấp thân phận đến tìm một người như Hướng Chân để luận kiếm, có thể coi như là một nửa cái kiếm si, một đôi này chạm mặt nhau, không phải chi kỷ thì là gì. Bọn họ vừa mới rời đi, bốn gã hắc y nhân tùy tùng của Tô Bán Hứa ở tại gần đây cũng nhanh chóng phi thân lướt ra, đuổi theo. Dưới chân núi lớn, dưới tán cây cổ thụ xanh tươi tốt tại giao lộ, thiện chi nhất với mái tóc hoa râm, khoác bào đen đứng chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ cành lá xuê, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên người chỉ có hai người cùng đi theo. Một gã kiếm thị cõng hộp kiếm, mặc y phục màu trắng, mái tóc dài được buộc tùy ý bằng duy băng. Vẻ mặt đạm mạc khiến người ta không để ý đến tướng mạo, người ngoài không biết tên gã, chỉ biết rằng đó là kiếm thị của thiện chi nhất. Một người khác là một lão già mặt mũi hồng hào, vẻ mặt ôn hòa, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, ăn mặc gấm vóc, giống như là một ông chủ tiệm vừa mở cửa ra buôn bán. Đây là tùy tùng tâm phúc của thiện chi nhất, tên là Thời Giáp. Chú ý thấy một đám người đang lướt nhanh đến, Thời Giáp cất tiếng nhắc nhở,
Trang chủ, người đến rồi. Thiện Chi Nhất quay đầu lại thoáng nhìn, rồi chậm rãi xoay người lại. Lúc này, đám người Hướng Chân cũng lần lượt đến nơi. Ổn định lại tư thế xong, Hướng Chân nhìn chằm chằm Thiện Chi Nhất, nhưng không quan sát được chút khí cơ nào tại trên người đối phương, trong lòng âm thầm rùng mình. Thiện Chi Nhất cũng đang quan sát gã. Phượng Tàng Sơn chủ động tiến tới bắt chuyện, quý khách đến đây, Phượng Tàng Sơn không thể nghênh đón từ xa, thứ tội thứ tội. Thiện Chi Nhất hơi gật đầu, là chúng ta mạo muội quấy rầy. Tô Bán Hứa cũng xuất hiện từ phía sau gã, nói, Thiện Trang chủ, đã rất lâu không gặp. Ánh mắt Thiện Chi Nhất chuyển đến trên người y, hơi giật mình, Tô trưởng sự, tại sao ngươi cũng ở đây? Tô Bán Hứa nghiêng đầu về phía Dữ Khánh, ta và Thám Hoa Lang là bằng hữu cũ. Bằng hữu cũ? Tận lực trốn tại phía mấy người, Dữ Khánh muốn rủa cả gia đình y, chúng ta trở thành bằng hữu cũ từ lúc nào chứ? Hắn rất không muốn bị Thiện Chi Nhất chú ý tới, không còn cách nào khác, ai bảo lúc đó hắn ra sức đánh cháu trai của Thiện Chi Nhất chứ, hắn sợ bị người ta nhận ra. Kết quả lại bị Tô Bán Hứa chỉ đích danh, hắn chỉ có thể mong chờ đối phương không nhận ra mình là người tham gia chiêu dương đại hội lúc đó. Thám Hoa Lang, Thiện Chi Nhất cất tiếng lẩm bẩm, quan sát hắn một chút, rồi mới hỏi, chẳng lẽ chính là đại tài tử đệ nhất thiên hạ kia? Dữ Khánh vội vàng lộ diện chắp tay lịch sự, không phải như vậy, không phải như vậy. Vãn bối bái kiến Thiện Trang chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Thiện Chi Nhất khẽ gật đầu nói một câu lịch sự, tựa hồ thực sự không nhận ra hắn, ánh mắt ông ta quay trở lại trên người Hướng Chân, hỏi, ngươi chính là Hướng Chân? Hướng Chân gật đầu, cũng chắp tay thi lễ, là ta, tiền bối tìm ta. Thiện Chi Nhất, Hướng Chân chiêu dương đại hội, ta có nghe nói tới kiếm của ngươi, cảm thấy rất thú vị, có cho người đi tìm ngươi, nhưng không biết ngươi ở nơi nào, không ngờ tới lại gặp được ngươi tại nơi này. Hướng Chân, tiền bối muốn tìm vãn bối luận kiếm. Thiện Chi Nhất, ngươi muốn từ chối ta sao? Tô Bán Hứa cười ha hả, Thiện Trang chủ, cảnh giới của ngươi rõ ràng ra đó, hắn làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Ngươi tìm hắn luận kiếm không phải là làm khó hắn sao? Thiện Chi Nhất, luận kiếm không nhất định phải luận võ, cảnh giới cũng không nhất định phải nơi tay, có thể ở trong lòng. Ông ta nhìn chằm chằm vào hai mắt Hướng Chân hỏi, thanh niên nhân, ngươi nghĩ sao? Hướng Chân hơi khom người, nguyện thụ tiền bối chỉ giáo. Thiện Chi Nhất quay đầu nhìn sang tùy tùng ở một bên, Thời Giáp, vậy thì trước hết tìm một chỗ ở lại nơi này đi. Thời Giáp vội vàng đáp lại, sau đó tiến tới trao đổi với Phượng Tàng Sơn. Phượng Tàng Sơn làm sao có thể không đồng ý, nhanh chóng sắp xếp. Chương 996, mang theo, đầy đủ đồ nghề. Những người khác cũng rất hiếu kỳ không biết Thiện Chi Nhất và Hướng Chân sẽ luận kiếm với nhau như thế nào, hoặc là khi nào họ sẽ luận kiếm. Muốn nhìn xem náo nhiệt, hoặc là muốn mở rộng tầm mắt, nhưng mà điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của những người khác, bọn họ chỉ có thể chờ đợi trong tò mò. Đêm đó, Phượng Tàng Sơn lại bày ra đại yến hội để đãi khách, chủ yếu là chiêu đãi hai vị quý khách mới tới Thiện Chi Nhất và Tô Bán Hứa. Nào ngờ Thiện Chi Nhất không có tham dự, chỉ phái tâm phúc tùy tùng của mình là Thời Giáp làm đại diện. Yến tiệc được tổ chức ngoài trời bên cạnh một đống lửa lớn, trên bàn bày đầy các loại hoa quả tươi và các loại rượu tự làm. Thịt là các món dân dã săn bắt trong núi, có người ở bên cạnh nướng liên tục, đảm bảo cho khách luôn được ăn món ăn nóng hổi, thơm ngon. Sau đó, thỉnh thoảng còn có con cháu Phượng tộc ra sân nhảy múa ca hát giúp vui. Đối với người mới đến, khung cảnh này có một sự hấp dẫn khá khác lạ và đặc biệt. Tiểu Hắc cũng muốn ra sân ca múa góp vui, nhưng mà bị Trùng Nhi một mực lôi kéo giữ lại, nếu không, nó đã xông ra từ lâu rồi. Trong lúc khách và chủ thỉnh thoảng nâng chén mừng nhau, Phượng A Đao chợt bước nhanh tới, đi tới bên cạnh chủ vị, nơi Phượng Tàng Sơn và Diệp Điểm Điểm ngồi. Gã cúi người nói nhỏ, Ngũ Lang, phu nhân, lại có hai khách nhân tìm đến Phượng tộc chúng ta, người phía bên Phượng đầu lĩnh đưa đến đây. Dữ Khánh không biết bọn họ đang nói cái gì, vừa nâng chén lên thì chợt phát hiện thấy Phượng Tàng Sơn và Diệp Điểm Điểm đang nhìn mình chằm chằm. Hắn không khỏi tự hỏi, lẽ nào đang nói chuyện gì có liên quan đến mình hay sao? Diệp Điểm Điểm quay đầu lại nói cho mời, sau đó Phượng A Đao nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, thành viên khác của Phượng tộc được dặn dò, lại đem ghế đến sắp xếp hai chỗ ngồi, rõ ràng là có thêm hai vị khách nữa. Không lâu sau, mọi người quả nhiên nhìn thấy có hai vị khách được Phượng A Đao dẫn đến, Dữ Khánh còn chưa thấy rõ gương mặt của hai vị khách thì đã trợn mắt há mồm. Bởi vì hắn quá quen thuộc đối với hình dạng của hai vị khách kia,
một mập mạp một to khỏe. Đến khi hai người đến gần, ánh lửa rọi sáng khuôn mặt, đúng như dự đoán của Diễu Khánh, đó chính là khuôn mặt tươi cười hí hửng của Nam Trúc và khuôn mặt không biểu cảm của Mục Ngạo Thiết. Hai người, mỗi người đeo một cái bao, dắt tay nhau đi đến. Ai ra? Tới sớm thực sự không bằng tới đúng lúc nha, vậy mà còn kịp giờ ăn à. Nam Trúc tươi cười hớn hở chắp tay với mọi người. Tiểu Hắc hưng phấn nhảy dựng lên, chạy đến ôm lấy Nam Trúc, hét to, mập mạp thúc, cửu thúc, sao các thúc lại tới đây? Nam Trúc tươi cười xoa xoa đầu nhóc con, rồi ra hiệu cho nó tránh sang một bên chơi, sau đó trước tiên cùng với Mục Ngạo Thiết đi đến chào hai vợ chồng Phượng Tàng Sơn và Diệp Điểm Điểm. Sau khi chào hỏi chủ nhân xong, hai người đến. Chỗ ngồi, khi ngồi xuống còn thỉnh thoảng quan sát Hướng Chân, vẻ mặt đều lộ rõ sự kinh ngạc, rõ ràng đang thắc mắc không biết vì sao Hướng Chân lại ở nơi này. Hướng Chân cũng chỉ hướng tới hai người khẽ gật đầu chào. Dữ Khánh cũng kinh ngạc, không biết hai tên này chạy đến đây làm gì. Nhìn thấy hai tên này thật sự cởi hành lý ra bắt đầu thỏa sức ăn uống, hắn nhịn không được, trực tiếp chạy đến bên Nam Trúc nhỏ giọng chất vấn, các ngươi không đi làm việc, chạy đến đây làm gì vậy? Nam Trúc đang nhai một đống thịt nướng nóng hổi trong miệng, nhồm nhoàm đáp một câu, mấy lời khó thể nói rõ, về sau nói tiếp đi. Nói xong, gã đưa tay cầm lấy chiếc cốc sừng trâu, chủ động chạm cốc với Dữ Khánh, ngửa đầu nốc cạn, sau đó hỏi ngược lại, Hướng Chân tại sao lại chạy đến đây? Dữ Khánh lười để ý đến gã, nói chính xác là bất mãn với việc hai người chạy tới đây, hắn xoay người bước trở về chỗ của mình, ngồi xuống. Hắn không nói cũng chẳng sao, sau đó chính Nam Trúc bưng cốc rượu chạy đến mời rượu Hướng Chân, rồi tự mình trực tiếp hỏi thăm Hướng Chân. Sau khi tìm hiểu rõ lý do Hướng Chân đến đây, gã thuận tiện nghe ngóng lai lịch của Tô Bán Hứa, được biết đó là một vị thần tài như vậy. Điều này thực sự quá tuyệt vời, gã lập tức nhiệt tình giống như một con chó vẫy đuôi mừng chủ, mặt mày toe toét sum xoe áp tới làm quen. Tâm trạng Dữ Khánh ban đầu cũng không tệ lắm, lúc này lại giống như đang uống rượu giải sầu. Tiểu Hắc thì rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại chạy đến uống rượu với Nam Trúc. Sau khi kết thúc tiệc tối, khách và chủ trở về nơi ở của mình. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết không cần chủ nhân bố trí nơi ở khác, hai người trực tiếp lựa chọn dồn đống vào một chỗ với Dữ Khánh. Khi trở về nơi ở, Dữ Khánh không có khách khí, nói trùng nhi, Hướng Chân dẫn theo Tiểu Hắc ra ngoài đi dạo hóng gió trước, hắn dẫn Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết vào trong phòng. Vào nhà, đóng cửa lại, Dữ Khánh lập tức cất tiếng chất vấn phủ đầu, các ngươi chạy đến đây làm gì vậy? Mục Ngạo Thiết đi đến một bên, bỏ bọc hành lý xuống, ngồi trên ghế không có hé răng. Nam Trúc cũng bỏ bọc hành lý xuống nhưng lại là cười hắc hắc vui vẻ, ta trở về cửa hàng, nghe nói ngươi đến nơi này, vì vậy chờ lão cửu trở về, chúng ta liền kết bạn cùng nhau đi đến đây. Ngươi chờ chút nhìn xem này, gã xoay người đi đến mở một cánh cửa sổ ra, chu môi huýt lên mấy tiếng huýt sáo lanh lảnh. Chỉ chốc lát sau, dưới áng mây che nửa vầng trăng sáng, có một bóng đen lóe qua, trực tiếp bay xuyên vào cửa sổ, hạ xuống trên lưng tựa một cái ghế. Là một con chim màu, còn là một con chim có ba chân, Dữ Khánh cũng cần nhìn cũng biết đó là Tam Túc Ô. Hắn cau mày hỏi, các ngươi đưa nó tới đây làm gì vậy? Nam Trúc xì một tiếng, liếc mắt khinh bỉ, như muốn nói ngươi không phải biết rõ rồi còn cố hỏi sao, có Tiểu Thanh ở đây, nếu có chuyện gì, truyền tin qua lại. Cũng thuận tiện. Nói xong, gã còn vặn vẹo, xoay xoay thân thể tròn trịa của mình, một ngón tay đung đưa tại trước mặt Dữ Khánh, ra hiệu cho hắn nhìn theo ngón tay của mình. Ngón tay đung đưa cuối cùng chỉ lên búi tóc của gã, thực ra cũng không phải là chỉ vào búi tóc, mà là châm cài tóc. Đó là một cây châm màu xanh ngọc. Thoạt nhìn nó có vẻ là một cây châm ngọc thạch bình thường, nhưng Dữ Khánh nhận ra thứ này, hắn biết cây châm này không phải bình thường. Đó chính là pháp bảo tiên gia định hồn châm, được tên mập chết tiết này len lén trộm lấy trong trấn linh trung khi tại Bồng Lai Sơn. Lúc ban đầu bọn hắn cũng không biết cây châm này là thứ gì, về sau bọn hắn thỉnh giáo Tiểu Thanh mới biết được nó để làm gì. Dữ Khánh dần dần mở to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói, ngươi điên rồi sao, cắm thứ này ở trên đầu chạy lui chạy tới khắp nơi làm gì. Nam Trúc không tán đồng, yên tâm đi, thứ này cắm ở trên đầu mới là bình thường. Dữ Khánh đè ép âm thanh, tức giận hỏi, ngươi mang theo thứ này chạy đến đây làm gì. Nam Trúc cười hắc hắc, lại đi tới trước bao hành lý của mình, mở nó ra, đầu tiên là lôi ra một cái hắc hồ lô. Đung đưa cho Dữ Khánh nhìn thấy, đặt lên bàn, sau đó lại lấy ra một quả trứng vàng giấu trong đống quần áo.
tiếp tục lắc lư cho Diễu Khánh xem, cuối cùng lại lấy ra tấm thiên dược lệnh bị ăn mòn lỗ chỗ tại trước ánh mắt giận sôi người của Diễu Khánh. Sau khi đã đặt hết mọi thứ lên trên bàn, gã mới nói khẽ với Diễu Khánh, yên tâm, ta đã đem theo đầy đủ đồ nghề tới rồi. Hàm răng Diễu Khánh đã nhe hết ra khỏi khóe miệng, mập mạp chết tiệt, ta hỏi ngươi, ngươi chạy đến đây rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn thấy phản ứng của hắn không thích hợp, Nam Trúc lần lượt cất từng thứ một vào lại trong bọc, trả lời lấy lệ, không làm gì nha, ngươi muốn làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Diễu Khánh cả giận hỏi, ta muốn làm gì hả? Vẫn là thái độ như vậy, Nam Trúc không hài lòng nữa, gã dùng sức buộc chặt túi lại, rồi cũng phát cáu lên, ta nói nha lão thập ngũ, tiếp tục giả bộ sẽ rất chàm chán. Trong 10 chữ mà Cửu Vĩ Hồ nhắc tới, đi đâu để tìm bất tử chi vũ, thực ra tất cả chúng ta đều biết rõ ràng. Bất tử điều trong truyền thuyết ám chỉ cái gì, còn cần ta nói thẳng ra sao? Hơn nữa, phượng tộc vốn đã có truyền thuyết bất tử liên quan đến thần tiên, ta không tin ngươi chưa hề nghe nói chút nào về nó. Gã quay đầu lại nhìn Mục Ngạo Thiết, hỏi, lão Cửu, hắn tự mình chạy đến nơi này, còn hỏi chúng ta đến đây làm gì, giả bộ hồ đồ như vậy, ngươi tin được không? Mục Ngạo Thiết không hề hé răng, đó chính là đã tỏ thái độ. Thời gian 2 năm, không dài cũng không ngắn, nhưng những gì trải qua trong quá trình đó, đối với một số người mà nói chưa chắc đã có thể chịu đựng được. Đã từng trực diện đối mặt với một số hành động cuồn cuộn rầm rộ như sóng chiều, nhưng bọn hắn vẫn chưa đạt được điều mình muốn, 2 năm nay lăn lộn làm việc linh tinh kiếm tiền sinh hoạt, vừa ý sao? Cứ tiếp tục như vậy, đồng ý sao? Chưa từng cầm lấy được đã nói bỏ qua, rốt cuộc là một loại giày vò. Nhất là khi biết rằng mình có cơ hội để thay đổi vận mệnh. Huống chi, trong 2 năm vừa qua, cả 3 người bọn hắn đều từng bị tê liệt, làm sao để chữa khỏi? Căn cứ vào kinh nghiệm của Nam Trúc từng bị Cửu Vĩ Hồ nhào nặn, giày vò, bọn hắn cắt da mở thịt, ngựa chết chữa như ngựa sống. Thực hiện mài giũa khớp xương hoàng kim từng chút một, không hiểu ra sao giày vò khỏi được, về phần sau này sẽ nghiêm trọng đến mức nào thì không ai biết được. Ít nhất, Nam Trúc là thật sự không muốn tiếp tục sống mỗi người một nơi với Bách Lý Tâm, gã muốn đem tới điều kiện sống tốt hơn cho Bách Lý Tâm. Ngay cả bản thân Diễu Khánh, hắn cũng có phần không chịu đựng nổi kiểu sống ăn bám đó, nhưng đến hiện tại hắn vẫn phản đối, bởi vì hắn biết rõ chuyện này hung hiểm cỡ nào. Bởi vì hắn biết không thể lần nào đều gặp được may mắn như trước, hắn cắn răng nói, ta đã đoán được các ngươi chạy tới đây muốn làm gì. Bây giờ, ta trịnh trọng nói cho hai các ngươi biết, ta đến đây chỉ vì muốn giành lấy việc buôn bán sản vật của phượng tộc cho đảo Hoa Cư. Ta tới đây tuyệt đối không phải giống như các ngươi nghĩ, nếu không, ta chắc chắn sẽ không dẫn theo Tiểu Hắc cùng tới đây. Ta tuyệt đối sẽ không đụng đến việc đó nữa, các ngươi cũng không được phép đụng tới. Nếu không, đừng trách ta trở mặt. Nam Trúc, ngươi vội vàng gì chứ? Ta đã nói rồi, ngươi làm gì, chúng ta làm cái đó. Nhiều người nhiều tay, có vấn đề gì sao? Diễu Khánh không nói nên lời, nhấc tay chỉ qua chỉ lại giữa hai người, cuối cùng phất tay áo bỏ đi, một mình trở về phòng nghỉ ngơi. Nam Trúc mở cửa ra, hướng ra bên ngoài hét lên, Trùng Nhi, sắp xếp phòng thế nào? Trùng Nhi nghe tiếng hỏi, nhanh chóng chạy về chỉ dẫn, chỉ cần không phải một người một phòng, số phòng thực sự đủ dùng. Trùng Nhi vẫn ở cùng một phòng với Diễu Khánh, Tiểu Hắc thích chơi đùa với Nam Trúc nên chạy đến ở chung với Nam Trúc. Không có gì ngạc nhiên, nữ nhi A Hoàn của Phượng Tàng Sơn lại thừa dịp trăng sáng đến đây tìm Trùng Nhi rủ đi chơi, khiến Trùng Nhi phải trốn ở trong phòng không dám đi ra ngoài. Vì việc này, Diễu Khánh thực sự không nhịn được nữa, hắn đã nhắc nhở Phượng Tàng Sơn, đã đến lúc ngươi cần phải quản đứa con gái này, cứ luôn muốn leo lên người nam nhân là chuyện gì chứ. Nào ngờ Phượng Tàng Sơn nói rằng gã đã nhận ra được nữ nhi yêu thích Trùng Nhi, mấu chốt là gã cũng không đặt nặng. Chỉ cần thanh niên nguyện ý đến với nhau là được, gã không ngại để Trùng Nhi làm con rể của mình. Diễu Khánh có chút sững sờ, nếu thật sự làm ra chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, vậy làm sao phân chia bối phận? Dưới mái hiên, Nam Trúc chuyển một cái ghế ra ngoài ngồi ngắm trăng. Tiểu Hắc nằm, úp sấp ghé, vào tay gã nhỏ giọng thì thầm, các tỷ tỷ nơi này không mặc quần. Nam Trúc nghe vậy mặt mày rạng rỡ, thỉnh thoảng còn kéo cổ nhóc con đến sát bên tai nhỏ giọng giao lưu, không mặc quần trong váy hả? Ngươi phải ngồi xổm xuống lén nhìn một chút. Mục Ngạo Thiết cũng đang đứng ngắm trăng dưới mái hiên, khoanh tay ngẩng đầu nhìn trăng, có lẽ nghe được lời Nam Trúc nói. Có lẽ thất thần không có nghe được, từ sau khi bị ép buộc phải tách khỏi Liên Ngư,
bộ dạng lãnh khốc trước đây lại trở về với y. A Hoàng có phần thất vọng đi ra khỏi phòng, bước ra khỏi cửa nở nụ cười gượng gật gật đầu chào những người dưới mái hiên. Tiểu Hắc lập tức thoát khỏi bên người Nam Trúc, chạy tới trước mặt A Hoàn, ôm cánh tay cô ta, ngửa đầu cầu xin, tỉ tỉ, dẫn ta đi chơi đi. A Hoàn cười hì hì, thỏa mãn yêu cầu của nhóc, lập tức cầm tay nó dắt đi. Tiểu Hắc vui vẻ đi theo, quay đầu lại nháy nháy mắt với Nam Trúc, miệng mấp máy muốn nói gì đó, giống như đang nói là, khi trở về sẽ kể cho nghe. Nam Trúc trên mặt nở nụ cười xấu xa, gật gật đầu, còn che mặt cười hắc hắc một hồi. Khi người đã đi xa, gã mới buông tay, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, thở dài lắc đầu, một hài tử đơn thuần như vậy, thật sự đã bị đám nữ nhân u giác phụ kia dạy hư. Trở về ta phải tìm cơ hội nói chuyện phải trái với bọn họ mới được. Mục Ngạo Thiết khoanh tay trước ngực lạnh lùng liếc gã một cái. Sau đó, Nam Trúc yên vị tại dưới mái hiên chờ đợi, nhưng chờ đến khi đêm đã rất khuya vẫn không thấy Tiểu Hắc trở về. Mọi người vốn cũng không quá để ý, cho đến khi Đại Bổng đi theo Tiểu Hắc bay trở về một mình, trên thân rõ ràng còn có vết thương. Lúc này đám người Dữ Khánh mới nhận thấy được không ổn, từ trước đến nay, Đại Bổng không bao giờ rời khỏi Tiểu Hắc. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 997, Mất tích 1. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhất định không thể hoàn toàn mù mờ. Dữ Khánh hỏi Nam Trúc đầu tiên, không phải Tiểu Hắc đi chung với ngươi sao? Nam Trúc than khổ, nó cứ muốn đi chơi với A Hoàn đó, ta mới đến làm sao biết được nơi này cũng có thể xảy ra chuyện chứ? Dữ Khánh nảy sinh nghi vấn, trời đêm tối như vậy, ngươi còn để cho nó ra ngoài đi chơi với người khác sao? Nghe câu hỏi này, Nam Trúc cảm thấy rất chột dạ, gã hối hận đã để cho Tiểu Hắc đi làm chuyện bậy bạ kia. Gã vô thức đưa mắt liếc nhìn Mục Ngạo Thiết ở bên cạnh. Bởi vì Mục Ngạo Thiết đã nghe được, may mà Mục Ngạo Thiết không có vạch trần. Gã lẩm bẩm nói, có người lớn trông chừng, chắc là không có việc gì. Có chuyện gì hay không, không ai biết. Dữ Khánh vạch mở cánh của Đại Bổng ra nhìn xem. Trên màn cánh kéo mở ra như tấm vải đen có một vết rách, không biết là bị thứ gì làm rách. Hắn xoay người lập tức ra khỏi Thúy Bích. Lâu, tìm đến người của Phượng tộc gần đây, hỏi thăm địa chỉ của A Hoàn. Sau đó, một nhóm người lại chạy đến chỗ ở của A Hoàn để hỏi thăm, phát hiện thấy A Hoàn vẫn chưa về. Điều này càng khiến cho Dữ Khánh cảm thấy không ổn, hắn lập tức đi thẳng đến Thúy Vũ Đường, tìm phu phụ Phượng Tàng Sơn. Phượng Tàng Sơn tùy ý quấn một tấm da thú ra tiếp, cảm thấy đám người Dữ Khánh có chút chuyện bé xé ra to, huynh đệ, không nên gấp gáp, có thể là đi chơi ở đâu đó. Dữ Khánh không thể không mở Đại Bổng đưa ra, thứ này một mực đi theo bên người Tiểu Hắc, không rời, đột nhiên trở về, hơn nữa còn bị thương, rất không bình thường. Tỷ phu, chúng ta không quen thuộc hoàn cảnh nơi này, vui lòng làm phiền hỗ trợ tìm kiếm một chút đi. Nghe hắn nói như thế, thân sắc của Phượng Tàng Sơn mới trở nên có chút nghiêm trọng, ngay lập tức hạ lệnh tìm người. Rất nhanh, khắp một vùng Thúy Vũ Hồ lập lòe ánh lửa, bóng người cầm đuốc tìm kiếm xuất hiện khắp nơi, khiến cho đám người thiện chi nhất cũng bị kinh động. Tô Bán Hứa cũng điều người của mình hỗ trợ tìm kiếm. Kết quả, rất nhiều người tìm kiếm thật lâu nhưng vẫn không tìm thấy bóng người ở đâu, Tiểu Hắc và A Hoàn đã biến mất. Dữ Khánh thậm chí phải mất rất nhiều công sức mới giao tiếp được với Đại Bổng, nhờ Đại Bổng đưa bọn hắn đến nơi có khả năng xảy ra sự việc. Địa điểm là trong một khu rừng nhỏ cách bờ hồ không xa, hiện trường không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào, cũng không có bất kỳ dấu vết gì khác thường. Sau khi đám người tìm kiếm khắp hiện trường một lần, Tô Bán Hứa đảo ánh mắt quan sát xung quanh hỏi Dữ Khánh, có xác định con phi trùng này không dẫn đến nhầm chỗ không? Dữ Khánh hơi lắc đầu, nó không có linh trí quá cao, không thể giao tiếp bình thường, ta cũng không biết nơi này có phải là nơi xảy ra chuyện hay không. Sau một phen giao tiếp, nếu Đại Bổng đã bay đến nơi này rồi dừng lại, nếu đã dẫn mọi người đến nơi đây, trong thời điểm bầu trời tối đen, nếu Đại Bổng làm như vậy, thật sự không có nguyên nhân gì sao? Dữ Khánh vẫn cảm thấy nơi này có khả năng có liên quan đến việc Tiểu Hắc mất tích. Thời Giáp thay mặt phía bên thiện chi nhất, theo mọi người đến đây nhìn xem tình huống, nhìn chằm chằm vào Phượng A Đao, người phụ trách công việc tìm kiếm của Phượng tộc, cô nương A Hoàn đó có tu vi thế nào? Phượng A Đao, Cao Võ. Thời Giáp hỏi tiếp, khu rừng nhỏ này có gì thú vị để xem không? Có gì thú vị? Phượng A Đao thoáng sửng sốt, đảo mắt quan sát khu rừng cây này,
rồi khẽ lắc đầu, không biết, hẳn là không có. Tô Bán Hứa với khuôn mặt chuột có vẻ gian xảo, đang quan sát kỹ càng xung quanh nghe nói vậy thì cười hắc hắc, nếu thực sự bị mất tích, vậy việc này liền rất có ý tứ. Nam Trúc vẫn luôn âm thầm tự trách mình, vội hỏi, Tô tiên sinh, xin chỉ giáo. Tô Bán Hứa nhấc tay vỗ bờ vai gã, mập mạp a, đêm tối trong núi rừng này rất yên tĩnh, sung. Quanh nơi này đều có người ở, chỉ cần có một chút động tĩnh liền sẽ có người nghe được, như vậy còn chưa rõ ràng sao, nếu thật sự xảy ra chuyện. Thì hoặc là gặp phải cao thủ có thể khiến cho bọn họ không kịp phát ra tiếng kêu, hoặc chính là gặp được người quen không cần phải lên tiếng. Thân thể y nửa dựa vào người Nam Trúc, tay kia chỉ tới ánh đèn đuốc rải rác trong các thôn trại. Trời đêm tối như vậy, ngươi nói một cô nương và một tiểu hài tử sẽ chạy đến trong rừng cây tối như mực để chơi sao? Nếu là cô nương đi cùng với một nhóm người thì còn có thể nói được. Thời Giáp ở bên cạnh bổ sung, nếu thực sự đã bị bắt đi, động thủ tại trong rừng cây này chính là để tránh tai mắt của mọi người. Dám chạy đến đây bắt người, có thể đưa người đi mà không gây ra tiếng động, lại còn không bị phát hiện, người động thủ chắc hẳn phải tương đối quen thuộc hoàn cảnh nơi đây. Chỉ là không biết động thủ có mục đích hay là ngẫu nhiên gặp được liền hạ thủ. Nam Trúc kinh nghi hỏi, ý của các ngươi là, kẻ động thủ là người của Phượng tộc. Tô Bán Hứa chỉ mỉm cười, Thời Giáp cũng không có hé răng, Dữ Khánh cau mày không nói. Phượng A Đao nhíu mày thật sâu, rồi chợt xoay người rời khỏi rất nhanh. Gã trực tiếp đến Thúy Vũ Đường, tìm Phượng Tàng Sơn và Diệp Điểm Điểm, hai người này bị quấy rầy cả đêm tối không được yên bình. Ưỡn bụng bự đi tới đi lui, Diệp Điểm Điểm vừa thấy gã liền vội vàng hỏi, thế nào, đã tìm được chưa? Còn chưa tìm được. Phượng A Đao lắc đầu, đi tới trước mặt Phượng Tàng Sơn đang tĩnh tọa, trầm giọng nói, Ngũ Lang, bọn họ hoài nghi là do người trong Phượng tộc chúng ta làm ra. Gã ta kể lại tình hình đại khái và những phân tích của mấy người kia, Diệp Điểm Điểm nghe xong thì kinh hãi, ai làm? Người nào lại hạ thủ với A Hoàn và Tiểu Hắc chứ? Bùm! Phượng Tàng Sơn đột nhiên vỗ một lên bàn, khiến cho đồ vật trên bàn nhảy loạn, khuôn mặt âm trầm chậm rãi đứng lên. A Đao, tổ chức mọi người tiếp tục tìm kiếm, còn nữa, tìm kiếm kỹ một lượt tất cả từng nhà từng hộ. Vâng! Phượng A Đao lĩnh mệnh rời đi. Diệp Điểm Điểm đi tới trước mặt trưởng phu, hỏi, ngươi cảm thấy sẽ là ai làm? Phượng Tàng Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, nàng cảm thấy còn có thể có ai? Diệp Điểm Điểm kinh nghi bất định, chẳng lẽ là, nhị ca? Phượng Tàng Sơn thở hổn hển, giống như một con cọp bị làm cho nổi giận. Bên ngoài một nhà sàn tương đối to lớn vững chắc, Thời Giáp khẽ gật đầu với kiếm thị trông chừng ngoài cửa vào. Sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào, đi tới trước mặt Thiện Chi Nhất đang khoanh chân đả tọa trong phòng, ngồi quỳ xuống. Thiện Chi Nhất vẫn nhắm mắt nhàn nhạt hỏi, tìm được rồi. Thời Giáp, vẫn chưa, theo tình hình, có thể là chính người của Phượng tộc làm ra. Thiện Chi Nhất bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hơi có vẻ nghi hoặc, người của Phượng tộc làm. Căn cứ vào các manh mối hiện nay, khả năng này rất lớn. Thời Giáp kể cho ông ta nghe, những phân tích từ tình hình trong rừng. Thiện Chi Nhất, vì sao phải làm như vậy, dù sao cũng phải có nguyên nhân à. Thời Giáp lắc đầu, theo tình hình hiện tại thì không rõ ràng lắm. Thiện Chi Nhất, vậy thì nỗ lực tìm hiểu rõ đi. Không cần bồi ta. Vâng, Thời Giáp đáp lời, rồi đứng dậy rời đi. Chương 998, mất tích, 2. Đêm nay, khu vực Thúy Vũ Hồ đã định trước không được yên bình, lượng lớn nhân thủ trèo đèo lội suối tìm kiếm. Kết quả không chỉ không tìm thấy bóng người, thậm chí ngay cả một chút manh mối cũng không có tìm được. Khi trời tờ mờ sáng, mấy người Dữ Khánh quay trở lại Thúy Bích Lâu, hoặc đứng tựa lan can, hoặc ngồi trên ngưỡng cửa, hoặc ngồi trên bậc cấp. Tâm tình đều rất nặng nề, nếu Tiểu Hắc thật sự xảy ra vấn đề gì đó không mong muốn, bọn hắn thật sự không biết phải giải thích thế nào với Đại Hắc. Nhất là Nam Trúc, mặt mày ủ rũ, đầy ảo não, hối hận không nên cổ động Tiểu Hắc đi làm việc tầm bậy, không đi tự nhiên sẽ không xảy ra việc này. Thấy tình trạng mọi người như vậy, Tô Bán Hứa lên tiếng trấn an, mọi người đừng có lo lắng, nếu thật sự là vì giết người, sẽ không lén lút bắt người đi làm gì. Tô trưởng sự nói có lý. Thời Giáp gật đầu tán thành, lại quan sát thấy thần sắc của mọi người, lão cất lời thăm dò, chỉ là không biết là nhằm vào nữ nhi của Phượng Tàng Sơn hay là nhắm vào tiểu hài tử. Phía bên các ngươi không có xung đột lợi ích với ai tại Phượng tộc chứ? Dữ Khánh vẫn một mực im lặng, ngược lại là Trùng Nhi, nghe vậy thì chợt cả kinh thốt ra,
sản vật phượng tộc. Ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt quay nhìn chăm chú về phía hắn ta, Nam Trúc lập tức truy hỏi, chuyện sản vật thế nào chứ? Trùng Nhi thấy Dữ Khánh vẫn không hé răng, lúc này mới ấp úng nói, chữ tiên sinh của Côn Bảo Hành cũng tới đây, cũng vì chuyện buôn bán sản vật phượng tộc. Hắn ta không biết được nhiều, chỉ nói ra đại khái những gì mình biết. Những này cái lời nói làm cho Tô Bán Hứa và Thời Giáp vô thức liếc nhau một cái như muốn nói đúng rồi. Nam Trúc thì lập tức đi tới trước mặt Dữ Khánh đang ngồi chồm hổm trên bậc thang, hỏi, lão thập ngũ, ngươi cảm thấy có thể là chữ bình côn không? Dữ Khánh khẽ lắc đầu, ta không biết, nếu quả thật là lão ta, nếu quả thật là vì việc buôn bán sản vật phượng tộc, vậy thì không cần phải lo lắng. Nghe hắn nói như thế, mọi người nghĩ thấy cũng phải, nếu quả thực là vì cạnh tranh buôn bán, vậy mục đích bắt người chính là để uy hiếp, trái lại không cần lo lắng cho sự an toàn của tiểu hắc. Tô Bán Hứa lên tiếng hỏi, Côn Bảo Hành và chữ gì gì đó có lai lịch như thế nào? Tại sao dám gây ra việc này tại đây? Thời Giáp rõ ràng cũng hiếu kỳ, bọn họ mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng không có khả năng biết rõ được toàn bộ tình hình của các cửa hàng tại U Giác Phụ. Dữ Khánh, không rõ lắm, theo lão ta nói, đứng sau lưng lão ta là Vạn Hoa Bảo. Vạn Hoa Bảo, những người biết rõ tình hình đều sửng sốt, Tô Bán Hứa và Thời Giáp cũng lập tức ngậm miệng. Quan hệ giữa Vạn Hoa Bảo và Địa Mẫu không phải là điều gì bí mật. Có một số việc cho dù là với thân phận và địa vị của bọn họ cũng không thể mạo muội chen tay vào. Đúng vào lúc này, Diệp Điểm Điểm với cái bụng bự đi tới, nàng nhìn những người tại đây, rồi đi đến trước bậc thang cất lời an ủi Dữ Khánh. Không cần phải sốt ruột, gia chủ chúng ta đã lên đường đến Phượng Đầu Lĩnh rồi, đã đi mời đích thân tộc trưởng tới chủ trì công đạo. Người đã trưởng thành còn phải đi kiện cáo với người lớn hơn, điều này rõ ràng là biện pháp bất đắc dĩ. Không bao lâu sau khi Phượng Tàng Sơn hỏa tốc chạy tới Phượng Đầu Lĩnh, một con phi mã nhanh chóng bay vút lên từ Phượng Đầu Lĩnh, khi trở về thì còn có Phượng Tàng Vân của Lưỡng Tiêm Trại. Phượng Tàng Vân trực tiếp tiến vào trong chính đường trong đại thụ, nhìn thấy phụ thân ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên bảo tọa tộc trưởng và A Lạc Công đi theo ở bên. Đương nhiên, điều khiến y rất ngạc nhiên chính là phát hiện thấy Phượng Tàng Sơn cũng đang khoanh tay ở trong đại đường. Hơn nữa còn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt y không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Y bước nhanh đến trước bảo tọa của tộc trưởng, trước tiên quỳ một gối xuống đất hành lễ, sau đó mới đứng lên hỏi, A cha, trời chỉ vừa mới sáng đã triệu ta đến đây, có chuyện gì sao? Phượng Kim Kỳ vẫn nhắm mắt dưỡng thần không nói lời nào, nhưng Phượng Tàng Sơn đã trả lời trước, nhị ca, có điều gì bất mãn cứ nhằm vào ta là được, trước tiên giao người ra đi. Phượng Tàng Vân vẻ mặt đầy kinh ngạc, ngay lập tức phản bác lại, ngươi đang bịa cái gì vậy? Phượng Tàng Sơn giận dữ, ngươi dám nói không có bắt người không? Phượng Tàng Vân có chút sửng sốt, đại khái đã hiểu được điều gì đó, sau khi tỉnh ngộ thì càng thêm mơ hồ, hỏi, có ý gì? Lúc này, A Lạc Công lên tiếng, nhị lang, là như vậy, A Hoàn đột nhiên biến mất, còn có đứa nhỏ đến làm khách kia. Thấy hai huynh đệ rất dễ nổi nóng và không giải thích rõ ràng, lão ta kể lại đại khái tình hình mà Phượng Tàng Sơn đã báo lên. Phượng Tàng Vân nghe xong cũng nổi giận, hét vào mặt Phượng Tàng Sơn, người mất tích liên quan gì tới ta? Ngươi tìm ta là có ý gì? Phượng Tàng Sơn lập tức chỉ vào mũi y, hét lên giận dữ, ngươi dám nói ngươi không bắt người không? Ngươi dám nói không có liên quan gì với tên họ chữ mà ngươi dẫn đến không? Phượng Tàng Vân giận dữ, đánh rắm, ngươi thật nham hiểm, đừng có vu oan giá họa cho ta. Nhị lang. Phượng Kim Kỳ đột nhiên lên tiếng, lập tức dập tắt tiếng tranh cãi ầm ĩ trong đại đường. Ông ta hé mở mắt ra, nhìn chằm chằm Phượng Tàng Vân, lạnh lùng nói, có bắt hay không? Nếu là ngươi bắt, bây giờ giao người ra đây, ta có thể không truy cứu. Ngụ ý rất đơn giản, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phượng Tàng Vân ngay tại chỗ đấm ngực, rầm rầm, a cha, ta thề với trời đất, ta thật sự không làm việc này. Nếu là ta làm, khiến ta chết không yên lành. Phượng Kim Kỳ không nói thêm nhiều nữa, được rồi, ta đã biết rồi, ngươi trở về đi. Phượng Tàng Vân muốn nói gì đó rồi lại thôi, như vậy là kết thúc rồi sao? Nhưng cuối cùng y vẫn nghe lời lui ra ngoài, tuy nhiên tránh không được trước khi đi quay sang hừ lạnh với Phượng Tàng Sơn một tiếng. Sau khi đi ra đại thụ, nhìn thấy trong số người chờ mình có chữ bình côn, y hơi cau mày, bước nhanh đến, bắt chuyện với lão tồi cùng nhau đi đến một bên. Y quan sát xung quanh một vòng rồi thấp giọng hỏi, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi đã bắt nữ nhi của lão ngũ hay không? Chữ bình côn rõ ràng có vẻ sững sờ, mồm há hốc,
rồi lập tức kinh ngạc hỏi, tại sao nhị gia lại hỏi vậy? Ta không biết nữ nhi của Ngũ gia là ai, ta bắt cô ta làm gì? Phượng Tàng Vân đè ép giọng nói xuống, hỏi, vậy tên nhóc vác gậy kia, ngươi có bắt nó hay không? Chữ Bình Côn ngẩn người, ý thức được điều gì đó, nhịn không được liếc nhìn đến cây đại thụ lâu đời này. Hạ thấp giọng nói, nhị gia, muốn cạnh tranh mua bán sản vật phượng tộc, chỉ cần ngăn cản bọn hắn đắc thủ là được. Còn lại chỉ cần ngồi đợi nhị gia thiết lập đại công cho phượng tộc tại Đại Hoang Tự, chờ nhị gia đã có được quyền nói chuyện là xong, chạy tới bắt cóc phượng tộc, ta điên rồi sao? Phượng Tàng Vân suy nghĩ thấy cũng đúng, nhịn không được thì thầm, vậy thì thật là kỳ quái, kẻ nào gan lớn như vậy, dám chạy đến nơi đây gây sự. Chữ Bình Côn nghi hoặc, nhị gia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 999, giúp ca ca một việc, 1. Vấn đề đã được đề cập và nói đến nước này, Phượng Tàng Vân không có giấu giếm, kể lại cho lão ta nghe chuyện mình bị vấn tội. Chữ Bình Côn nghe xong rất giật mình, không biết kẻ nào lại dám làm ra loại chuyện này tại Phượng tộc. Hai người nói chuyện một hồi, sau đó Phượng Tàng Sơn cũng từ trong cây đại thụ xa xưa đi ra, nhìn thấy Phượng Tàng Vân ở bên ngoài, Phượng Tàng Sơn không kìm được lửa giận. Trực tiếp nhảy đến trước mặt Phượng Tàng Vân, cảnh cáo không chút khách khí nào, nhị ca, ta khuyên ngươi giao người ra đây đi, nếu không đừng trách ta vô lễ. Phượng Tàng Vân cũng không phải người tính tình dễ chịu, nhìn thấy vị huynh đệ này bình thường luôn nhún nhường trước mình bây giờ lại dám bày ra vẻ mặt này với mình ngay trước mặt mọi người. Lập tức có phần không nhịn được nữa, lửa giận từ từ bốc lên, ngươi trở mặt cho ta xem nào. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Phượng Tàng Sơn không át được lửa giận. Phượng Tàng Vân cười nhạt liên tục, ngươi cứ thử xem. Hai huynh đệ không ai nhường ai, ngay tại chỗ sừng cổ huých vào nhau, may mà xung quanh có nhiều người, hơn nữa cũng có không ít bảo vệ của Phượng đầu lĩnh, bọn họ. Lập tức ùa tới ngăn cản hai huynh đệ lại, khuyên nhủ hai người nguôi giận. Nhưng làm sao có thể dễ dàng bớt giận cho được, tranh cãi ầm ĩ, cuối cùng khiến cho năm vị sơn chủ khác đến đây trao đổi việc thi đấu nội tộc hôm nay cũng bị kinh động. Bọn họ bước đến hỏi chuyện gì xảy ra, vì vậy, vụ bắt cóc tại Thúy Vũ Hồ cũng được công khai ra. Điều này dấy lên làn sóng kinh ngạc nghi hoặc. Tại trong một miệng hốc cây trên thân đại thụ, không biết từ lúc nào Phượng Kim Kỳ đã rời chỗ ngồi đứng tại đó, từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt quan sát hai đứa con trai của mình tranh cãi. A Lạc Công ở bên cạnh thử hỏi, tộc trưởng, tranh cãi ầm ĩ như vậy thật không hay, để ta đi khuyên một chút. Phượng Kim Kỳ không hề dao động, chậm rãi cất tiếng, nhưng trọng tâm lại không phải ở việc này, phía bên Thúy Vũ Hồ. Hướng Chân gì đó là khách của Thạch Lâm chạy đến ở, Tô Bán Hứa cũng dẫn theo người của Tiền Trang đến đó, tiếp theo lại là Thiện Chi Nhất, tất cả đều là trùng hợp sao? A Lạc Công trầm ngâm, có năm vị sơn chủ can thiệp vào, vụ tranh cãi của hai huynh đệ ở phía dưới không đến mức dẫn đến mất kiểm soát, nhưng cuối cùng vẫn không thể giải quyết được sự việc. Tại sân thi đấu ở giếng trời, khi Phượng Tàng Vân một lần nữa nhảy ra làm người thách đấu đầu tiên, y ngước mặt cao ngạo hét to, ai đánh với ta? Một tiếng ta có phần tức giận đột nhiên vang lên, một bóng người hạ xuống trước mặt Phượng Tàng Vân, không phải ai khác, chính là Phượng Tàng Sơn với vẻ mặt giận dữ. Phía trên giếng trời, A Lạc Công chủ trì tỉ thí nhịn không được cau mày, quay đầu lại nhìn về phía tộc trưởng đang ngồi ngay ngắn tại đó. Thấy Phượng Kim Kỳ bình tĩnh không dao động, lạnh lùng nhìn xuống hai huynh đệ bên trong giếng trời. Ngũ Lang chưa bao giờ tranh những chuyện này, hôm nay tại sao lại chủ động khiêu chiến nhị ca của mình vậy chứ? Phải à, lúc trước không phải Ngũ Lang đã nói rằng đụng phải ai mình cũng sẽ thua, mong mọi người hạ thủ lưu tình, bản thân cam tâm chịu thua sao? Các ngươi không biết sao, bên Thúy Vũ Hồ đã xảy ra chuyện. Trong đám người vây xem ở xung quanh rộ lên tiếng xì xào bàn tán, rất nhiều người đã nghe nói tới chuyện hai huynh đệ công khai tranh cãi, lúc này càng là nhanh chóng lan truyền rộng hơn. Bên trong giếng trời, Phượng Tàng Sơn hít thở nặng nề lặp lại câu nói cũ, nhị ca, thả người đi. Chỉ cần ngươi thả người ra, ta sẽ chịu thua, tránh để mọi người mặt mũi khó coi. Phượng Tàng Vân cực giận mà cười, chịu thua. Tới đi, ngươi đừng chịu thua thử xem nào. Vẻ tức giận càng ngày càng lộ rõ trên mặt Phượng Tàng Sơn, nhị ca, ngươi đừng ép ta. Phượng Tàng Vân cả giận nói, ta ép ngươi đó, ngươi làm gì được ta. Răng rắc, Phượng Tàng Sơn nắm chặt song quyền,
khớp xương hai bàn tay kêu vang rôm rốp. Hai người trợn mắt tức giận nhìn nhau rồi đột nhiên đồng thời hành động, cùng mạnh mẽ lao về phía đối phương, cùng vung trọng quyền đánh vào nhau, trên hai tay đều bộc phát ra những quầng sáng màu cam hơi khá chói mắt. Rầm 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 rầm, một loạt tiếng nổ liên tiếp đột nhiên vang lên, những quầng sáng da cam bùng nổ lên tạo thành biển lửa bừng bừng, nhấn chìm hai huynh đệ vào trong đó, sóng khí cuốn theo sỏi đá bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Đám người xem thi đấu ở xung quanh giếng trời đều cảm thán, nhận thấy đôi huynh đệ này không biết bởi vì tức giận hay vì điều gì mà không hề né tránh, đều trực tiếp cứng đối cứng với nhau. Sáu quầng sáng màu vàng cam liên tiếp va chạm vào nhau, nổ tung ra. Khi quầng sáng thứ bảy từ trên hai tay Phượng Tàng Sơn bùng nổ ra liệt diễm thì Phượng Tàng Vân ở trong liệt diễm toát ra vẻ đầy kinh ngạc, sau đó cả người bị đánh bay ra sau, văng ra khỏi đám lửa nổ tung, ngẩng đầu phun mạnh ra một ngụm máu, rơi xuống trong đám loạn thạch. Bảy hoàn, là bảy hoàn, Ngũ Lang vậy mà đã tu luyện ra bảy hoàn. Đám đông vây xem ở xung quanh liên tục cất lên những loạt âm thanh ngạc nhiên thán phục, vô số người lộ ra vẻ mặt khó thể tin được. Cái gọi là hoàn, Phượng tộc xưng là liệt nhật kim hoàn, đây là biểu hiện ra ngoài của công pháp mà Phượng tộc tu luyện, thông thường khi tung đòn tấn công, kết ra càng nhiều hoàn, đại biểu cho thực lực càng mạnh. Phượng Tàng Vân có thể kết ra 6 hoàn đã là người nổi bật trong những người đồng lứa, mọi người không nghĩ tới Phượng Tàng Sơn vậy mà có thể kết ra 7 hoàn. Lúc này, Phượng Tàng Sơn cũng bám sát theo sau phóng ra khỏi liệt diễm, rồi tung một quyền đánh tới Phượng Tàng Vân nằm trên mặt đất. Nhưng khi quyền vung đến trước mặt Phượng Tàng Vân thì cuối cùng gã cưỡng ép dừng lại. Phượng Tàng Vân miệng đầy máu tươi, vùng vẫy trong cơn xấu hổ và giận dữ, gầm lên, nào, đánh đi. Bộ dạng như thách thức, ngươi có gan thì giết chết ta đi. Phượng Tàng Sơn chợt chụp lấy cánh tay y, vung lên, ném y bay đi. Bùm. Thân thể nện lên trên vách đá, nện sập một mảng lớn vách đá, người bị ném đi cũng bị chôn sống trong đống đá vỡ. Phượng Tàng Sơn giống như một con dã thú nổi giận, sau một hồi thở hổn hển nặng nề, gã đột nhiên lắc mình lướt đi, thoáng cái liền không thấy bóng dáng, rõ ràng là không có ý định đánh tiếp. Ngay sau đó, có mấy người bay vào trong sân đấu, moi Phượng Tàng Vân ra ngoài, khiêng đi chữa trị. Phía bên nhóm người Lưỡng Tiêm chạy đến đây xem thi đấu đều trở nên yên tĩnh, chữ Bình Côn ở trong đám người ngẩn người ngây dại. A Lạc Công, người chủ trì thi đấu, quay đầu nhìn về phía Phượng Kim Kỳ, mấy vị sơn chủ khác cũng nhìn sang Phượng Kim Kỳ, Phượng Kim Kỳ dựa vào lưng ghế, vẫn bình tĩnh như cũ. Phía bên nhóm người Thúy Vũ Hồ, đám người Diễu Khánh vẫn chưa đến xem cuộc thi đấu hôm nay, vẫn còn chưa tìm được Tiểu Hắc. Bọn hắn đang không biết phải nên giải thích với Đại Hắc như thế nào bây giờ, làm gì còn tâm tư tới xem thi đấu. Tộc nhân Phượng tộc bên Thúy Vũ Hồ cũng có rất nhiều người chưa tới xem thi đấu. Kể cả Diệp Điểm Điểm trong số đó, hầu hết đều đang đi tìm kiếm. Tuy nhiên, vẫn không thể tránh khỏi việc tình hình thi đấu được truyền quay về nơi đây, làm cho toàn bộ thành viên thôn trại nơi này không ngừng cất tiếng gieo hò hoan hô. Chương 1000, giúp ca ca một việc, 2. Nhận thấy có chuyện khác thường, đám người Diễu Khánh tự nhiên sẽ tìm bọn họ để hỏi thăm tình hình. Hỏi ra mới biết trong lúc giận dữ Phượng Tàng Sơn đã đánh bại nhị ca của mình, bọn hắn cũng không biết có nên chúc mừng gã hay không. Điều thực sự khiến bọn hắn vui mừng chính là, đến chiều ngày hôm đó, bên phía Thúy Vũ Hồ đã tìm được A Hoàn và Tiểu Hắc. Nói chính xác thì không phải mọi người tìm được, thực tế là A Hoàn và Tiểu Hắc tự trở về, trải qua kiểm tra, hai người không có bị thương gì. Đám người Diễu Khánh đương nhiên muốn truy hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo Tiểu Hắc nói, đêm qua sau khi nó và A Hoàn rời khỏi nơi đây, tại phía rừng cây nhỏ đó đột nhiên có người gọi bọn họ khi hai người đi đến đó. Tiểu Hắc còn chưa nhìn thấy bóng người nào thì bất chợt hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì đã ở trong một cái sơn động cách đây mấy chục dặm, nó được A Hoàn đưa trở về. Về việc bắt cóc gì gì đó, Tiểu Hắc hoàn toàn không biết gì về nó. Mấy người Diễu Khánh chắc chắn phải dò hỏi A Hoàn, những gì A Hoàn nói không khác lắm với lời Tiểu Hắc đã nói. Khi bọn hắn hỏi xem người gọi bọn họ đến rừng cây nhỏ là ai thì A Hoàn cũng nói không biết, khiến đám người Diễu Khánh khá nghi hoặc. May mà hai người đã trở về, chỉ cần Tiểu Hắc không có việc gì là tốt rồi, về phần những chuyện khác, đám người Diễu Khánh không muốn truy xét nữa. Cuộc sống khôi phục lại bình thường, phía bên Thiện Chi Nhất thường thường sẽ mới hướng chân đến đó luận kiếm. Những người khác không biết bọn họ luận như thế nào. Nói chung là không hề thấy bọn họ động thủ lần nào,
có vẻ như bọn họ chỉ gặp mặt trò chuyện cùng nhau, hoặc ngồi đối diện nhau trong phòng, hoặc là tản bộ bên hồ. Mà Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng nhận ra được A Hoàn ưa thích Trùng Nhi, chỉ cần không mù đều có thể nhận ra được. Lần này, quanh qua quẩn lại, nhàn rỗi ở một bên quan sát mãi đến nhàm chán, cuối cùng Nam Trúc nhịn không được, thừa dịp Trùng Nhi dẫn Tiểu Hắc ra hồ chơi, gã cũng tản bộ đi đến. Vui vẻ nói với Tiểu Hắc đang nhặt đá lia trên mặt nước, Tiểu Hắc, ta giấu một món ăn ngon trong phòng chúng ta, nếu ngươi có thể tìm được, thúc sẽ cho ngươi ăn. Tiểu Hắc làm sao chịu nổi dụ hoặc này, lập tức kêu gào ầm ĩ chạy về Thúy Bích Lâu. Khi xung quanh không còn ai khác, Nam Trúc mới tiến đến bên cạnh Trùng Nhi, trêu chọc, lão Thập Lục, cô nương nhân tình của ngươi đâu rồi, tại sao vẫn chưa đến đây chơi với ngươi? Trùng Nhi tức thì giở khóc giở cười, thất ca, ngươi đừng có chọc ta. Nam Trúc đảo mắt nhìn xung quanh rồi chợt hạ thấp giọng nói, lão Thập Lục, giúp ca ca một việc. Trùng Nhi thoáng sửng sốt, không biết gã ta định làm gì với bộ dáng giả tạo của mình, liền hỏi, việc gì vậy? Nam Trúc lập tức tiến tới ghét vào sát tai hắn ta, thì thầm mấy câu. Sau khi nghe xong, Trùng Nhi vẻ mặt khó xử, lắc đầu. Nam Trúc trừng mắt nói, không có nói ngươi làm thật với cô ta, hơn nữa chuyện này cũng không có gì khó, chỉ hỏi thăm mấy câu mà thôi, lão Thập Lục, ngay cả chút mặt mũi đó ngươi cũng không cho ta sao? Trùng Nhi suy nghĩ một chút, trả lời, để ta hỏi thử xem công tử có đồng ý hay không. Dứt lời, xoay người bước đi. Nam Trúc lập tức với tay kéo hắn ta lại, không vui nói, nếu lão Thập Ngũ có thể đồng ý, ta còn cần phải nói với ngươi sao? Trực tiếp nói lão Thập Ngũ sai khiến ngươi chẳng phải được rồi. Lão Thập Lục, để ta nói cho ngươi rõ đi, nếu để cho lão Thập Ngũ biết được việc này, hắn khẳng định sẽ không dẫn ngươi ra ngoài chơi nữa, nhất định sẽ đưa ngươi về U Giác Phụ. Lão Thập Lục, ngay cả chút việc nhỏ này ngươi cũng không giúp, về sau cũng đừng nghĩ tới việc kết nhóm cùng đi ra ngoài với chúng ta, sau này, ta là người đầu tiên không đồng ý, ngươi xem đó mà làm đi. Gã khoanh tay trước ngực, quay đầu sang một bên hừ hừ bực bội, Trùng Nhi cúi đầu bối rối, khó xử. Đúng vào lúc này, phía xa xa truyền đến tiếng gọi lanh lảnh, Lâm Long. Hai người nhìn tới, nhìn thấy một nữ tử bước nhanh đến, chính là A Hoàn, còn cầm theo một cái rổ, không biết đựng đồ ăn gì. Nam Trúc ánh mắt lấp lóe, vội vàng hạ thấp giọng nói, lão Thập Lục, đây là thời điểm khảo nghiệm năng lực làm việc của ngươi. Về sau có dẫn ngươi ra ngoài làm việc hay không, toàn bộ nhìn vào lần này. Sau khi ném lại một loạt lời nói vừa cưỡng bức vừa dụ dỗ, gã liền vênh mặt bỏ đi, gặp A Hoàn trên đường, gã còn gật đầu cười chào. A Hoàn chạy đến bên cạnh Trùng Nhi, vui vẻ hớn hở líu díu một hồi, sau đó chạy đến bên hồ ngồi xổm xuống, đổ hết những hoa quả dại tươi roi rói vừa mới hái ra, rửa từng quả một. Trùng Nhi cắn cắn môi, đi tới đi lui, mười ngón đan vào với nhau, trông bộ dạng rất bối rối. Suy đi nghĩ lại một hồi lâu, cuối cùng hắn ta cắn răng như hạ quyết tâm, chủ động đi tới bên cạnh A Hoàn, ngồi xổm xuống, giúp đỡ rửa trái cây. Tâm tình vốn đang vui vẻ, A Hoàn liếc nhìn hắn ta mấy lần, sau đó đột nhiên nhấc tay nhét trái cây vừa rửa sạch vào miệng Trùng Nhi, sau đó phá lên cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Lôi trái cây ra khỏi miệng, Trùng Nhi chậm rãi cắn một miếng, cảm thấy rất ngọt, quay sang thử hỏi, A Hoàn, nghe nói phượng tộc các ngươi có một cái truyền thuyết bất tử. A Hoàn cười nói, đúng vậy, theo truyền thuyết, tổ tiên của phượng tộc có người tắm rửa máu phượng hoàng, sau đó liền vĩnh sinh bất tử, đã đi tiên giới. Trùng Nhi hỏi tiếp, trong truyền thuyết, phượng hoàng là chim bất tử. Trên đời này thật sự có phượng hoàng sao? Phượng tộc các ngươi đã từng nhìn thấy, chưa? A Hoàn vừa rửa giã quả ném vào trong rổ, vừa nói, có truyền thuyết như vậy, nhưng ta không biết có thật hay không. Trùng Nhi lại hỏi tiếp, nghe nói lông chim phượng hoàng rất xinh đẹp, không biết hình dạng của nó như thế nào, nếu như có thể nhìn thấy thì hay quá. A Hoàn hơi sửng sốt một chút, ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, sau đó cúi đầu im lặng rửa trái cây, không hé răng nữa. Đầu óc Trùng Nhi kỳ thực cũng khá tinh tế, lập tức nhận ra được gì đó, thử hỏi, A Hoàn, không phải là ngươi đã từng nhìn thấy lông vũ phượng hoàng chứ? A Hoàn lập tức lắc đầu, nhưng vẫn im lặng như cũ. Trùng Nhi kinh nghi, nhưng hắn ta không phải là loại người hùng hổ dọa người, không thể nhận được đáp án. Hắn ta liền không hỏi thêm nữa, và tự nhiên là cũng không còn tâm trạng chơi trò rửa trái cây với A Hoàn nữa, đứng dậy rời đi. Nào ngờ, A Hoàn lại cho rằng thái độ của mình làm cho Trùng Nhi không vui, cô ta vội vàng đứng lên,
nhanh chóng đuổi theo, lôi kéo cánh tay hắn ta, nói, Lâm Long, không phải là ta không nói cho ngươi biết, mà bởi vì ngay cả ta cũng không biết mình có từng nhìn thấy hay chưa. Trùng Nhi ngạc nhiên, không hiểu, hỏi, nhìn thấy là nhìn thấy, chưa nhìn thấy là chưa nhìn thấy, sao có thể không biết chứ? A Hoàn nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói, ta thật sự không biết, chỉ là trước đây có nghe những người lớn tuổi trong tộc nói qua. Nói rằng trong tộc có lông vũ Phượng Hoàng đời đời tương truyền, cắm trên mũ miệng của tộc trưởng. Tộc trưởng luôn đội mũ miệng, mọi người đều thường xuyên nhìn thấy nó, nhưng ta không biết chiếc lông vũ nào là lông vũ Phượng Hoàng. Hình như cũng không có gì quá đặc biệt, cho nên ta không biết có phải mình đã nhìn thấy hay chưa. Các trưởng lão trong tộc đã căn dặn, không thể nói cho người ngoài biết việc này, ta chỉ nói cho mình ngươi, ngươi phải hứa với ta không được nói cho người khác biết. Các bạn vừa nghe xong tập 100 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.